Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 122. Hiện tại hắn sợ ai chứ? Chỉ cần không đối đầu chính diện với mấy thánh địa kia là được, còn thế lực tông môn như Thái Huyền Tông thì hắn chẳng sợ. Trong sự nghi ngờ của BD, Dương Bách Xuyên đứng dậy rời khỏi Cửu Trọng Tiên Lâu, bay thẳng tới quảng trường rộng rãi của thành Ngân Hà. Ngô Mặc Thu, Lâu Hải Đường và BD đi theo Dương Bách Xuyên đến quảng trường thành Ngân Hà. BD nhìn quảng trường rộng lớn, hai mắt ướt nhòe. Hơn 100 năm rồi hắn ta không ra khỏi Cửu Trọng Tiên Lâu, hôm nay Dương Bách Xuyên xuất hiện, hắn ta có cảm giác lấy lại tự do. Đương nhiên Dương Bách Xuyên tuyên bố muốn cưỡng chế tiếp quản thành Ngân Hà vẫn khiến BD vô cùng lo lắng. Nàng ta biết rõ Thái Huyền Tông có phủ thành chủ ở thành Ngân Hà, do một cường giả phi thăng cảnh trấn thủ. Dương Bách Xuyên nói là muốn cho hắn ta xem thế lực của Vân Môn, trong lòng BD cũng có chút chờ mong. Hắn ta biết trên người Dương Bách Xuyên có chí bảo có thể thu sinh linh vào bên trong, lòng thầm phỏng đoán, lẽ nào bên trong chí bảo tùy thân của Dương Bách Xuyên có một cao thủ phi thăng cảnh. BD vừa mới nghĩ như vậy, chưa kịp hỏi Dương Bách Xuyên thì đã thấy Dương Bách Xuyên vung tay lên, trên quảng trường rộng lớn lập tức xuất hiện biển người đen nghìn nghịt. Ít nhất cũng phải 4-5 nghìn người. Ngay sau đó, BD cảm nhận được yêu khí ngút trời. Là đại yêu. Trái tim BD khẽ run lên, tất cả đều là người, nhưng tràn ngập yêu khí, vì vậy BD khẳng định 4-5 nghìn nhân số ở đây đều là đại yêu hóa hình. Khí tức của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, chọn bừa ra một người, hắn ta đều không nhìn thấu tu vi. Là độ kiếp ư. BD thầm nghĩ. Đúng lúc này, tiếng hô rung trời vang lên, bái kiến thánh chủ. 4-5 nghìn người, không, phải là đại yêu, cất giọng hô to. Tất cả đều quỳ một chân bái kiến Dương Bách Xuyên, miệng gọi thánh chủ. BD cảm thấy mình hoa mắt rồi, tai cũng sinh ảo giác. Những đại yêu này đều là thuộc hạ của Dương Bách Xuyên ư. Thánh chủ. Theo BD biết thì ở tu chân giới, người được gọi là thánh chủ chỉ có chủ của 9 thánh địa lớn được tu chân giới công nhận. Đó là tồn tại chí cao trên toàn tu chân giới. Bách Xuyên trở thành thánh chủ từ khi nào vậy? Vẻ mặt BD trở nên hoảng hốt. Sau đó, hắn ta nghe thấy Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Vương, mỗi người dẫn theo quân của mình, trong nửa canh giờ ta yêu cầu các ngươi đưa thành Ngân Hà về dưới trướng Vân Môn tiên cảnh chúng ta. Gặp đệ tử Thái Huyền Tông thì giết không tha, kẻ nào dám phản kháng thì giết kẻ đó. Chuột Vương đặt trọng điểm vào việc thu thập tin tức, thẩm tra tu sĩ Sơn Hải giới. Đây là trận chiến đầu tiên của các ngươi có lòng tin không? Giết giết giết. Tiếng hô rung trời vang tận mây xanh, truyền khắp thành Ngân Hà. Nhất thời khu vực xung quanh quảng trường rộng lớn và toàn thành Ngân Hà đều nghe thấy giọng nói của Dương Bách Xuyên. Yêu khí ngút trời phủ khắp thành Ngân Hà nói cho tu sĩ thành Ngân Hà biết thành Ngân Hà sắp trở gió rồi. Tu sĩ nghe thấy lời nói của Dương Bách Xuyên, tuy chấn động trước thế lực đột nhiên xuất hiện, nhưng sau khi biết trận chiến lần này nhằm vào Thái Huyền Tông, bọn họ cũng yên tâm hơn nhiều. Dương Bách Xuyên vung tay lên, Tử Hoàng dẫn quân đến phủ thành chủ. Khổng Tước, Thanh Ngưu và Chuột Vương dẫn các đại yêu dưới trướng mình bay về phía ba cổng thành, mục tiêu là tu sĩ Thái Huyền Tông gác cổng thành. Dương Bách Xuyên ra lệnh một tiếng, tứ đại yêu soái Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Vương dẫn theo 4.000 đại yêu cấp tôn vương tràn ra toàn bộ thành Ngân Hà. Chỉ chốc lát sau, tiếng hô giết rung trời vang lên. Dương Mỗ ra lệnh trong vòng nửa giờ phải tiếp quản thành Ngân Hà. Kết quả chưa đến nửa giờ, tiếng la giết chóc trong thành đã hoàn toàn biến mất. Không lâu sau, tứ đại yêu soái phi thân tới từ các phương hướng khác nhau. Khởi bẩm thánh chủ, đã chiếm được thành Ngân Hà, thỉnh thánh chủ rời giá đến phủ thành chủ. Tử Hoàng phục mệnh nói. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, khoan hãy đến phủ thành chủ, trước tiên hãy thông cáo toàn thành, Vân Môn tiếp quản thành Ngân Hà, chỉ nhằm vào Thái Huyền Tông, những tu sĩ khác chỉ cần không gây sự, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vâng, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp, Tử Hoàng xoay người phân phó thủ hạ đại yêu. Khổng Tước tiến lên nhỏ giọng nói, tướng công, phía đông thành và truyền tống trận đã được khống chế. Ừ, vất vả rồi, nàng bố trí người canh giữ truyền tống trận,
tạm thời chỉ cho vào chứ không cho ra, nếu gặp tu sĩ Thái Huyền Tông thì giết bất luận tội, để ý những tu sĩ đến từ Sơn Hải Giới. Dương Bách Xuyên dặn dò Khổng Tước. Được, ta đi làm ngay. Khổng Tước rời đi. Chuột Vương nói, Thánh Chủ, bên phía cửa Tây và giới chỉ cũng đã ổn định, còn về tình huống tu sĩ Sơn Hải Giới, sau khi siêu hồn đệ tử Thái Huyền Tông hẳn là sẽ có tin tức. Người cứ tự mình đi giám sát, có tin tức gì lập tức thông báo cho ta trước tiên, phái toàn bộ người đi tìm tu sĩ Sơn Hải Giới. Mặt khác sắp xếp thủ hạ đào một đường hầm, coi như cho chúng ta có 6 đường lui, vùng cực Bắc tuy là xa xôi nhưng vẫn phải phòng ngừa thế lực thánh địa thù địch sau khi biết được tin tức chạy đến công kích chúng ta. Dương Bách Xuyên phân phó. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Chuột Vương phụ trách thu thập tin tức tình báo xoay người rời đi. Thanh Như nói, Thánh Chủ, đã chiếm được 2 cửa Nam Bắc, xin Thánh Chủ đưa ra chỉ thị. Từ giờ trở đi, không cho bất kỳ sinh linh, tu sĩ nào bước ra khỏi thành Ngân Hà, chờ lệnh của ta. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói. Vâng, Thanh Như xoay người rời đi. Chấm. Lâu Hải Đường và Ngô Mặc Thu hoảng sợ ngây người trước thực lực của Dương Bách Xuyên. BD càng khiếp sợ hơn, hắn ta há hốc mồm, nửa ngày trôi qua vẫn chưa khôi phục tinh thần. Chưa đầy nửa canh giờ, đã chiếm được thành trì đầu tiên của vùng cực Bắc, tốc độ cực nhanh khiến trong lòng hắn ta răng đầy sấm chớp. Tốc độ kỳ quái đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Thế lực Thái Huyền Tông ở thành Ngân Hà phương Bắc tuyệt đối có thể coi như Thiên Vương Lão Tử, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên ra lệnh, Thiên Vương Lão Tử như cành khô, củi mục dễ dàng bẻ gãy, nghiền nát không còn lại gì. BD biết rõ Thái Huyền Tông trong thành Ngân Hà có một gã cường giả phi thăng cảnh trấn thủ, trong phủ thành chủ có 20 tên cấp bậc đại thừa cung phụng, còn có 1 vạn tu sĩ độ kiếp và binh tướng do địa tiên nhất chuyển tạo thành canh giữ cửa thành và các nơi trọng địa. Trong lòng BD, chiến đấu với lực lượng khổng lồ như thế khó mà giành phần thắng được. Nhưng Dương Bách Xuyên vung tay lên thả yêu tu ra, chưa được nửa canh giờ đã chiếm được thành Ngân Hà, nói cách khác là tiêu diệt gã trấn thủ phi thăng cảnh. 20 tu sĩ đại thừa, 1 vạn tu sĩ độ kiếp và binh tướng do địa tiên nhất chuyển tạo thành. Như vậy đại yêu dưới tay Dương Bách Xuyên là tồn tại thuộc cấp bậc nào đây? Giờ phút này BD cực kỳ muốn biết. Không nói đến BD, toàn bộ tu sĩ trốn ngoài sáng trong tối trong thành Ngân Hà cũng muốn biết. Thành Ngân Hà đổi chủ chỉ trong chớp mắt. Trong lòng tất cả tu sĩ thành Ngân Hà đều run sợ. Mấu chốt lúc này là bọn họ cũng không biết người diệt phủ thành chủ Thái Huyền Tông là ai. Người nào có thể thoáng cái triệu hoán ra mấy ngàn yêu tu cường đại từ hư không như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ thành Ngân Hà đều suy đoán người ra lệnh trên quảng trường là ai. Vào lúc nghe được mấy ngàn yêu chúng miệng hô thánh chủ, chúng tu sĩ giật nảy mình, tưởng rằng một thánh địa trong cửu đại thánh địa tu chân giới giáng lâm. Bởi vì người có tư cách được xưng là thánh chủ ở tu chân giới chỉ có chủ nhân của cửu đại thánh địa. Nhưng đồng thời mọi người cũng nghi ngờ, thánh địa nào mà có đến mấy ngàn yêu tu cường đại? Có phải thánh địa Vạn Linh đứng đầu về thuật khống chế? Trong cửu đại thánh địa của tu chân giới cũng chỉ có thánh địa Vạn Linh là giao thiệp với yêu tu. Nhưng mọi người ngẫm lại cũng không đúng, thánh địa Vạn Linh chủ yếu lấy việc khống chế làm chủ. Không thể có nhiều yêu tu cường đại gia nhập như vậy. Cho nên trong lòng tu sĩ cả thành Ngân Hà đều tràn ngập dấu hỏi chấm. Không bao lâu sau, Tử Hoàng thông báo toàn thành, Vân Môn Tiên Cảnh tiếp quản thành Ngân Hà. 4 chữ Vân Môn Tiên Cảnh lọt vào các tai tu chân giả thành Ngân Hà. Làm dấy lên sự nghi ngờ của tất cả mọi người, từ lúc nào trong giới tu hành xuất hiện thêm một thánh địa Vân Môn. Xưng Tiên Cảnh, tôn làm thánh chủ. Khác nào thánh địa? Cửu đại thánh địa vẫn còn đó, không biết thế lực kia ăn tim hùm mật gấu ở đâu lại dám tự xưng thánh chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay lại xuất hiện một Vân Môn Tiên Cảnh so với tên thánh địa còn khí thế hơn. Tên Tiên Cảnh, hiển nhiên mọi người nghĩ đến còn lợi hại hơn cả thánh địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì mục tiêu của tu chân giả là phi thăng thành tiên. Cho nên 4 chữ Vân Môn Tiên Cảnh thoáng chốc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tu sĩ thành Ngân Hà. Đương nhiên nói đến nói đi, cuối cùng điều khiến lòng người chấn động hơn chính là thực lực. Trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, 4.000 yêu tu đã tiêu diệt hết thế lực còn sót lại của Thái Huyền Tông trong thành Ngân Hà,
Cuộc tấn công này khiến tu sĩ Thành Ngân Hà cực kỳ chấn động. Chấm. Chờ sau khi tứ đại yêu soái rời đi, BD là người thiếu kiên nhẫn đầu tiên, tiến lên hỏi, Xuyên. Xuyên tử, những yêu tu cường đại dưới trướng cậu có thực lực cấp bậc gì? Dương Bách Xuyên thuận miệng trả lời, 4.000 yêu binh yêu tướng có thể so với cấp bậc đại thừa, tử hoàng, khổng tước, thanh nghiêu, chuột vương đều là cấp bậc phi thăng cảnh, trong đó tu vi tử hoàng không kém phi thăng cảnh trung kỳ bao nhiêu, có điều luận thực lực nàng có thể chém giết tu sĩ phi thăng cảnh hậu kỳ. Thực lực của khổng tước giống tử hoàng, còn thực lực của chuột vương và thanh nghiêu cũng chênh lệch không bao nhiêu, thực lực của bọn họ có thể so với phi thăng cảnh sơ kỳ, có điều cả hai đều có thể chém giết vượt cấp. Ngoài ra dưới trướng mỗi người có 5 tên yêu tu cấp bậc phi thăng cảnh, tổng cộng trong tương lai vân môn tiên cảnh chúng ta sẽ có 5 vạn yêu tu cấp bậc đại thừa. Dương Bách Xuyên không giấu giếm BD chút nào. Hít. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong không riêng gì, BD hít sâu một hơi khí lạnh, mà Lâu Hải Đường và Ngô Mặc Thu trước đó không hỏi tỉ mỉ Dương Bách Xuyên mang về bao nhiêu yêu tu có thực lực từ Thái Hoang, bây giờ nghe những lời này cả hai cũng hít sâu khí lạnh. Việc một thế lực tạo thành từ những yêu tu mạnh mẽ như thế gọi là vân môn tiên cảnh quả thật không khoa trương chút nào. Theo lời Dương Bách Xuyên nói, yêu tu có thể so với cấp bậc đại thừa chỉ là yêu binh yêu tướng, quả nhiên. Vô địch. Không nói tới việc trong vân môn tiên cảnh có những yêu tu khác, đi theo Dương Bách Xuyên hôm nay có 24 đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh, 4.000 yêu tu cấp bậc đại thừa. Ngay cả thánh địa e là cũng phải run sợ trước lực lượng mạnh mẽ thế này. Đây là suy nghĩ trong lòng BD, Lâu Hải Đường và Ngô Mặc Thu. Xuyên, Xuyên Xuyên tử, vân môn chúng ta, à không đúng, hẳn là vân môn tiên cảnh thật sự mạnh như vậy. Đúng vậy, Dương Bách Xuyên nghiêm túc trả lời, ngày sau các ngươi có thể quang minh chính đại du lịch khắp tu chân giới, yên tâm tu luyện, ta sẽ không để yên cho kẻ nào dám ức hiếp môn nhân đệ tử vân môn chúng ta. Wow, hu hu. BD vừa nghe xong thì oà một tiếng khóc lớn, trong những năm qua, vô số lần hắn ta tưởng tượng có một ngày mình trở nên cường đại, có một tông môn hùng mạnh. Như vậy có thể diệt Thái Huyền Tông, tìm những đồng môn kia trở về, sẽ không để kẻ nào dám bắt nạt tu sĩ Sơn Hải giới. Lâu Hải Đường và Ngô Mặc Thu đỏ hoe vành mắt khi nghe những lời Dương Bách Xuyên nói, các nàng cũng bị Lệ Ngọc Hoàn vây khốn gần trăm năm, không dám ra khỏi tinh thần môn một bước. Nếu có thế lực cường đại như vậy, Lệ Ngọc Hoàn sao dám làm càn? Được rồi đừng khóc nữa, sau này ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Dương Bách Xuyên an ủi BD một câu. Thánh chủ! Lúc này chuột vương đi tới. Có tin tức mới, Dương Bách Xuyên hỏi. Chuột vương trả lời, hồi bẩm thánh chủ, sau khi siêu hồn đệ tử Thái Huyền Tông, thuộc hạ biết được trong gần trăm năm qua quả thật Thái Huyền Tông đã bắt tu sĩ Sơn Hải giới. Cũng giết vài người, nhưng chủ yếu bắt giữ là chính, dường như đưa bọn họ đến nơi nào đó, cụ thể không có tin tức, chỉ có cao tầng trong Thái Huyền Tông mới biết được. Ngoài ra, có hơn 10 tu sĩ Sơn Hải giới trong thành Ngân Hà, nhưng bọn họ không phải người vân môn, thuộc hạ cũng hỏi bọn họ có biết đệ tử vân môn hay không, bọn họ đều tỏ vẻ không biết, có điều càng lúc càng có nhiều tin tức cho thấy rất nhiều người bị Thái Huyền Tông bắt đi. Dương Bách Xuyên trầm tư một chút nói. Nói cho bọn hắn biết nếu bằng lòng đi theo chúng ta thì theo, nếu không muốn thì cách xa chúng ta một chút. Sắp xếp 1.000 người, hai tướng thiên yêu đóng giữ thành Ngân Hà, triệu tập những người khác theo ta đến Thái Huyền Tông. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn Ngô Mặc Thu và Lâu Hải Đường nói, ba người hãy ở lại thành Ngân Hà, hỗ trợ điều tra xem có đệ tử vân môn nào đi lạc hay không, chờ ta giải quyết Thái Huyền Tông sẽ hội hợp với ba người. Dương Bách Xuyên không tìm thấy tin tức có liên quan tới đệ tử vân môn ở thành Ngân Hà nên chỉ đành rời đi. Dù sao bây giờ thành Ngân Hà đã nằm trong tay hắn rồi, bên giới chỉ cũng có nhân viên canh giữ, nếu có tu sĩ ở Sơn Hải giới đến thì vẫn có thể tiếp ứng. Bây giờ, chuyện cấp bách nhất vẫn là đến Thái Huyền Tông làm cho rõ rốt cuộc Thái Huyền Tông đã bắt bao nhiêu đệ tử vân môn. Theo lời BD nói, nhóm người đầu tiên vào tu chân giới có 3 đồ đệ là Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân và Võ Kiếm, còn có ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên. Những người này đều là người vô cùng quan trọng đối với hắn. Hơn nữa Thái Huyền Tông đã bắt tổng cộng 3 tu sĩ Sơn Hải giới, Dương Bách Xuyên không dám chắc chắn mấy nữ nhân và người khác đến sau có nằm trong số đó không. Bây giờ sau khi biết tình hình,
hắn biết không thể chậm trễ nữa, phải mau chóng xử lý Thái Huyền Tông, làm cho rõ ràng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu mấy nữ nhân hoặc nhóm đồ đệ xảy ra chuyện thì hắn phải làm sao? Cho nên Thái Huyền Tông đã bị hắn cho vào danh sách đen. Đúng lúc tính luôn nợ mới nợ cũ. Lúc trước còn có một lệ ngọc hoàn, bây giờ lại cộng thêm một món nợ càng nặng nề hơn. Sau khi sắp xếp xong ở thành Ngân Hà, Dương Bách Xuyên dẫn thủ hạ yêu tu bay thẳng về phía Thái Huyền Tông. Một ngày sau, khoảng 4.000, 3.000 đại yêu cấp bậc đại thừa, 20 phi thăng cảnh che trời lấp đất, chân dẫm yêu vân, xuất hiện ở bầu trời trên đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông. Dương Bách Xuyên híp mắt, trực tiếp ra lệnh, đánh nổ cái mai rùa này ra cho ta. Hắn vừa ra lệnh, mấy nghìn yêu tu đã phát động công kích với đại trận bên dưới. Ầm ầm ầm, năng lượng đủ màu sắc nổ tung trên đỉnh một ngọn núi. Lập tức có một lồng ánh sáng kết giới hiện lên trong tầm nhìn. Sau một đợt công kích, luồng ánh sáng kết giới chỉ bị chấn động, nhưng chưa bị phá vỡ. Dương Bách Xuyên cau mày, hắn không ngờ đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông lại có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, to gan, dám công kích Thái Huyền. Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra. Đệ tử Lý Lão Ngũ bảo vệ sơn môn ở trong đại trận đang nói thì nhìn thấy yêu tu đầy trời, từng yêu khí ngút trời, thế nên đã nuốt lại chữ cuối cùng kia. Hắn ta hít ngược khí lạnh, lấy lại tinh thần, quay người bỏ chạy. Hắn ta phải báo lên trên. Thế nhưng chưa bay được bao xa, hắn ta đã thấy tông chủ Vạn Quang Hiên dẫn theo một đám trưởng lão bay đến. Xảy ra chuyện gì? Vạn Quang Hiên trầm giọng hỏi. Lý Lão Ngũ run giọng nói, khởi bẩm tông chủ, bên ngoài có rất nhiều yêu tu mạnh mẽ đứng đầy trời. Lý Lão Ngũ vừa dứt lời, Vạn Quang Hiên và một đám trưởng lão đều không khỏi cau mày, nhưng mà lúc này bọn họ đã đến trước sơn môn, từng người phóng thích thần thức ra xem rốt cuộc là tình huống gì. Ngay sau đó, Vạn Quang Hiên và 9 trưởng lão đều hít ngược khí lạnh. Quả nhiên là yêu tu ùn ùn kéo đến. Quan trọng là trong quan sát bằng thần thức, bọn họ phát hiện có những 3.000 yêu tu cấp bậc đại thừa, còn có 20 tồn tại mạnh mẽ sánh ngang phi thăng cảnh, trong đó có 4 khí tức đều không yếu hơn Vạn Quang Hiên. Phản ứng đầu tiên chính là thánh địa nào đó rời núi rồi. Nhưng mà nghĩ lại, trong cửu đại thánh địa tu chân giới, cho dù là thánh địa Vạn Linh có qua lại với yêu tu nhiều nhất cũng không có nhiều yêu tu mạnh mẽ như vậy. Không nói cái khác. Chỉ riêng 3.000 yêu tu cấp bậc đại thừa đã là con số khủng bố. Lúc Thái Huyền Tông bọn họ hưng thịnh nhất cũng không gom ra được 300 cấp bậc đại thừa. Huống hồ hơn 200 năm trước bọn họ từng chém giết với đại tông nào đó, nguyên khí càng tổn thương nặng nề, đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại, cả tông môn đang là trạng thái nửa khép kín nửa cởi mở. Hôm nay, thế lực mạnh mẽ này đủ để hủy diệt cả 10 Thái Huyền Tông này. Tông chủ Vạn Quang Hiên cau mày nghĩ. Bọn họ cũng chưa từng đắc tội với thế lực mạnh mẽ như vậy, còn là thực lực yêu tu. Ở tu chân giới, nơi nào có thể có thế lực yêu tu mạnh mẽ như vậy, ông ta thật sự không nghĩ ra. Năm đó, Thái Huyền Tông do Vạn Quang Hiên dẫn đầu là trạng thái nửa phong sơn, nếu không ông ta sẽ từng thấy Dương Bách Xuyên độ đại thiên kiếp, biết chuyện Dương Bách Xuyên bị mấy đại thánh địa đuổi giết, bao vây tấn công vào 10 năm trước, như vậy chắc chắn ông ta sẽ nhớ ra Dương Bách Xuyên. Năm đó Dương Bách Xuyên từng thả 50.000 yêu tu giết chết đệ tử của mấy đại thánh địa. Đáng tiếc Thái Huyền Tông của Vạn Quang Hiên phong tỏa sơn môn đã lâu, cộng thêm nằm ở cực bắc xa xôi, chưa từng nghe nói đến sự tích của Dương Bách Xuyên, cho nên ông ta hoàn toàn không nghĩ tới. Ông ta chỉ nghĩ có phải đã đắc tội với thế lực mạnh mẽ nào không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông ta cũng không nghĩ ra mình từng đắc tội với thế lực lớn như vậy. Không lẽ là đối phương nhầm lẫn rồi? Nghĩ đến đây, một ảo ảnh thần hồn của Vạn Quang Hiên đã bay ra khỏi đại trận. Sau vòng công kích thứ nhất, thấy không có tác dụng quá lớn, Dương Bách Xuyên bắt đầu nghĩ cách. Lúc này, ảo ảnh thần hồn của Vạn Quang Hiên ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở bên ngoài đại trận, nhục thể của ông ta chắc chắn không dám ra ngoài. Các vị đạo hữu có hiểu nhầm gì, tại sao lại tấn công sơn môn của Thái Huyền Tông ta? Vạn Quang Hiên trầm giọng hỏi. Dương Bách Xuyên đứng ở hư không, cúi xuống nhìn Vạn Quang Hiên, hỏi ngược lại, ngươi là ai?
vừa thấy hắn là nhân tộc, hơn nữa trông ánh mắt cung kính của đại yêu ở bên cạnh, Vạn Quang Hiên nghĩ chắc đây chính là người làm chủ. Nếu là nhân tộc thì dễ xử lý rồi, ông ta còn đang sợ không nói chuyện được với yêu tộc. Ông ta ôm quyền, nói, tại hạ là tông chủ Thái Huyền Tông Vạn Quang Hiên, không biết đạo hữu thuộc môn phái nào, tại sao muốn tấn công Thái Huyền Tông của ta? Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Quang Hiên, mặc dù đối phương là trạng thái ảo ảnh do thần hồn ngưng tụ thành, nhưng thần hồn không thể lừa người, cảm nhận khí tức thần hồn cũng chỉ bằng cấp bậc tu vi của Tử Hoàng, thậm chí còn yếu hơn khí tức của Tử Hoàng. Hắn lập tức thấy yên tâm hơn nhiều. Đương nhiên khí tức chỉ có thể cảm nhận thực lực mạnh yếu, không đại diện cho cảnh giới tu vi, có lẽ cảnh giới của Vạn Quang Hiên cao hơn Tử Hoàng, chắc là cấp bậc phi thăng cảnh hậu kỳ. Nhưng vậy thì thế nào? Chủ của một tông môn cũng chỉ là cấp bậc phi thăng cảnh hậu kỳ, vậy chẳng có gì to tát, chỉ cần không phải cấp bậc phi thăng cảnh đại viên mãn hoặc là thánh chủ thì hắn đều không sợ. Nghe Vạn Quang Hiên hỏi, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, là tông chủ thì dễ xử lý rồi, nghe đây, đầu tiên giao một nữ nhân tên Lệ Ngọc Hoàn của Thái Huyền Tông các ngươi ra đây cho ta, sau đó mở sơn môn dẫn đầu Thái Huyền Tông thần phục ta, nếu không cứ đợi ta tiêu diệt Thái Huyền Tông của ngươi đi. Tiếng nói của Dương Bách Xuyên lạnh lùng, bá đạo, không chút nể nang, gần như là giọng điệu ra lệnh. Nhưng Vạn Quang Hiên nghe vào, lại thấy tức điên. Ông ta đường đường là tông chủ Thái Huyền Tông, dưới một người trên vạn người, có khi nào bị một tiểu bối đại thừa khinh thường như vậy? Mẹ nó còn bắt cả Thái Huyền Tông thần phục. Nói đùa cái gì? Đương nhiên Vạn Quang Hiên cũng nghe thấy cái tên Lệ Ngọc Hoàn, lúc này mới biết là Lệ Ngọc Hoàn gây ra họa. Lệ Ngọc Hoàn là một đệ tử của một trưởng lão đã mất trong tông môn, tất nhiên Vạn Quang Hiên biết nàng ta, mấy ngày trước sau khi trở về cũng chưa từng ra ngoài, cũng không nói gì cả. Bây giờ xem ra chắc chắn là Lệ Ngọc Hoàn đã đắc tội với người ta trực tiếp đến tận cửa đòi diệt môn rồi. Mặc kệ thế nào, bây giờ Vạn Quang Hiên rất tức giận, trầm giọng nói, có phải đạo hữu ngang ngược quá rồi không? Lệ Ngọc Hoàn trêu chọc đạo hữu, bổn tông có thể giao Lệ Ngọc Hoàn cho đạo hữu. Nhưng nếu kéo cả Thái Huyền Tông ta vào, đạo hữu thật sự cho rằng danh tiếng tông môn đứng đầu chỉ dưới thánh địa của Thái Huyền Tông ta là hư danh sao? Đối với Vạn Quang Hiên, ông ta biết rất rõ sự mạnh mẽ của đại trận hộ sơn nhà mình, đừng nói phi thăng cảnh, cho dù là tiên nhân đến cũng chưa chắc đã có thể phá được. Nếu như Dương Bách Xuyên chỉ muốn Lệ Ngọc Hoàn, ông ta có thể giao Lệ Ngọc Hoàn ra để sống yên ổn, nhưng mà nếu chống đối với cả Thái Huyền Tông thì tất nhiên ông ta không làm. Cho nên ông ta trầm giọng nói chuyện, không khách sáo với Dương Bách Xuyên nữa, nhưng cũng cố gắng áp chế lửa giận, cho Dương Bách Xuyên một lời giải thích. Câu này chính là nói cho Dương Bách Xuyên biết, sau khi giao Lệ Ngọc Hoàn ra thì sẽ chấm dứt ở đây, nếu không Thái Huyền Tông cũng không ngại phiền phức. Trong lòng ông ta thì nghĩ, các ngươi cũng không phá được đại trận hộ sơn. Sao Dương Bách Xuyên có thể không nghe ra ý của Vạn Quang Hiên chứ? Hắn lập tức lạnh lùng cười. Ngươi tính là cái thá gì mà có kè mặc cả với tiểu gia ta, cho ngươi thời gian 10 tức, giao Lệ Ngọc Hoàn ra, mở đại trận hộ sơn dẫn cả Thái Huyền Tông thần phục. Ngươi Vạn Quang Hiên giận dữ. Tử Hoàng, Dương Bách Xuyên trực tiếp gọi Tử Hoàng. Tử Hoàng hiểu ngay, vèo một tiếng, Tử Quang bay ra bắn mạnh lên ảo ảnh thần hồn của Vạn Quang Hiên. Bùm, Vạn Quang Hiên kêu thảm thiết, ảo ảnh thần hồn ngưng tụ đã bị Tử Hoàng tiêu diệt. Trong đại trận. Ảo ảnh thần hồn của Vạn Quang Hiên bị tiêu diệt, bản tôn khẽ rên, sắc mặt chợt trắng bệch. Mặc dù chỉ là một ảo ảnh do thần hồn ngưng tụ, nhưng cũng là lực thần hồn của ông ta, bị tiêu diệt tất nhiên cũng sẽ bị thương. Vạn Quang Hiên cũng hiểu đối phương hoàn toàn không cho ông ta cơ hội kỳ kèo mặc cả, nói mười tức thực ra chính là lý do thoái thác, trực tiếp ra tay rồi. Ngoài đại trận, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, tiếp tục công kích. Sau đợt công kích thứ hai, đại trận vẫn còn nguyên vẹn, không xuất hiện một vết nứt nào. Lúc này Dương Bách Xuyên cau mày ra lệnh dừng lại. Chuột Vương. Dương Bách Xuyên gọi Chuột Vương đến. Thánh chủ, Chuột Vương thấy vẻ mặt u ám Dương Bách Xuyên, cảnh giác hỏi. Có chắc là có thể đào một cái hang ngầm dưới đất để phá vỡ mai rùa này không? Dương Bách Xuyên hỏi. Khởi bẩm thánh chủ, trận pháp này liên kết với sức mạnh của thiên địa. E là không dễ dàng như vậy, thuộc hạ chỉ có thể cố gắng hết sức thử xem sao. Chuột Vương cũng không dám bảo đảm. Dương Bách Xuyên cau mày.
Không ngờ đến cả chuột vương cũng nói vậy, xem ra mai rùa của Thái Huyền Tông quả thật không dễ phá, cho dù đào từ dưới đất lên cũng không được. Đúng lúc này, Tử Hoàng phía sau đột nhiên lên tiếng, chủ nhân, có lẽ ta có thể thử một lần. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, sao hắn lại quên mất Tử Hoàng cũng là tộc chuột ngũ hành chứ, là vua của tộc chuột ngũ hành đời trước, đương nhiên nàng ta phải cao tay hơn chuột vương. Ngươi có cách gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Tử Hoàng trả lời, tuy rằng trận pháp này hợp nhất với sức mạnh của thiên địa, nhưng mọi thứ đều có ngọn nguồn và kết thúc, thuộc hạ nghĩ nếu đào xuống 3 vạn thước, đó là nguồn gốc của sức mạnh địa thế mà trận pháp đã mượn từ thiên địa, đến lúc đó sức mạnh sẽ tương đối yếu, có thể công phá hoặc đào vào. Chuột vương nghe Tử Hoàng nói vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình, lúc này lão ta mới hiểu được sự chênh lệch giữa mình và bà cố nội này. Tộc chuột ngũ hành rất giỏi ẩn nấp trong lòng đất, với năng lực hiện tại của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể đào tới 1 vạn thước đã là cực hạn rồi. Dưới lòng đất cũng có quy lực mạnh mẽ của tâm trái đất, áp lực vô cùng lớn, càng đi sâu vào lòng đất thì lực cản càng lớn, lão ta thậm chí không dám nghĩ đến việc đào 3 vạn thước. Không ngờ bà cố nội Tử Hoàng này lại có thể làm được. Chuột vương cũng đã hiểu, bà cố nội không hổ là bà cố nội, mạnh hơn lão ta rất nhiều. Lão ta cũng vội vàng bày tỏ lòng trung thành, thánh chủ, thuộc hạ sẵn sàng hỗ trợ hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Hừ. Tử Hoàng trước giờ không thích chuột vương, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì, muốn đào xuống 3 vạn thước thì nàng ta cũng cần có sự giúp đỡ. Dương Bách Xuyên nói, Tử Hoàng, ta sẽ để 3 người Khổng Tước, chuột vương, Thanh Ngưu giúp ngươi, đi làm đi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Tử Hoàng dẫn theo 3 người chuột vương đáp xuống, tìm một chỗ hẻo lánh để biến về bản thể, hai móng vuốt sắc nhọn tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt bắt đầu cào, trong nháy mắt Tử Hoàng đã đi vào lòng đất. Xuống đây giúp ta. Sau khi đi tới độ sâu 100 mét dưới lòng đất, Tử Hoàng lên tiếng gọi. Gần như chỉ trong một hơi thở đã đến độ sâu 100 mét. Chuột vương biết Tử Hoàng đang gọi lão ta, về việc đào hang thì tộc chuột ngũ hành là mạnh nhất. Trong lòng lão ta cũng bội phục bà nội Tử Hoàng này. Đào được 100 mét chỉ trong một hơi thở, tốc độ này lão ta quả thật không theo kịp. Chuột vương, Khổng Tước và Thanh Ngưu lần lượt đi vào hang. Dương Bách Xuyên tiếp tục ra lệnh cho 3.000 yêu binh tấn công đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông để dụ các tu sĩ của Thái Huyền Tông để cho 4 người Tử Hoàng có thể đào hang. Mà quy mô của trận tấn công này tuy không thể phá đại trận của Thái Huyền Tông, nhưng cũng có thể làm tiêu hao lực lượng của đại trận. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang trời vang vọng khắp núi. Bên trong đại trận, Vạn Quang Hiên và các trưởng lão của Thái Huyền Tông thấy đại trận không hề sứt mẻ cũng cảm thấy tự hào về đại trận hộ sơn của mình. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi định thần lại, Vạn Quang Hiên trầm giọng nói với đệ tử bên cạnh, tìm Lệ Ngọc Hoàn đến đây cho ta, xem nàng ta đã gây ra đại họa gì rồi. Nếu không phải đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông chúng ta phòng thủ mạnh thì đối mặt với những đại yêu này, Thái Huyền Tông đã bị xóa tên khỏi tu chân giới rồi, ta muốn biết Lệ Ngọc Hoàn đã chọc phải ai rồi. Đệ tử bên cạnh xoay người rời đi. Bái kiến tông chủ, Lệ Ngọc Hoàn đã biết người đánh Thái Huyền Tông là Dương Bách Xuyên, lúc nói chuyện mặt không có chút huyết sắc, bây giờ nàng ta không biết tông chủ sẽ xử lý mình thế nào, nếu bị giao ra thì sẽ chết chắc. Nhưng việc đã đến nước này rồi, Lệ Ngọc Hoàn đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục xấu nhất, cùng lắm thì chết thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng ta cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Vạn Quang Hiên hừ lạnh một tiếng, nói mau, xảy ra chuyện gì rồi? Người ta chỉ đích danh ngươi, rốt cuộc ngươi chọc phải kẻ thù gì vậy? Lệ Ngọc Hoàn biết chuyện này không thể giấu nên cũng không giấu nữa, kể lại với tông chủ Vạn Quang Hiên ân oán của Lệ gia và tinh thần môn, còn có chuyện nàng ta dẫn 2 sư huynh mập mạp đến tinh thần môn gây rắc rối. Sau khi nói xong, Lệ Ngọc Hoàn cũng thẳng thắn nói, họa đệ tử gây ra, đệ tử sẽ tự gánh vác, đệ tử sẽ ra ngoài gặp Dương Bách Xuyên, không gây thêm phiền phức cho tông môn nữa. Vừa dứt lời, Lệ Ngọc Hoàn xoay người muốn ra ngoài. Quay lại đây, Vạn Quang Hiền trầm giọng gọi Lệ Ngọc Hoàn, thân là người đứng đầu cả một tông môn, mấy vạn đệ tử lớn nhỏ trong Thái Huyền Tông đều đang nhìn chằm chằm ông ta. Hôm nay nếu để Lệ Ngọc Hoàn rời đi, chẳng khác nào từ bỏ đệ tử Lệ Ngọc Hoàn, vậy các đệ tử khác trong tông môn sẽ nhìn Vạn Quang Hiên bằng ánh mắt gì đây?
thân là tông chủ không dạy dỗ được đệ tử thì còn làm tông chủ gì nữa. Quan trọng là Dương Bách Xuyên nói giao một mình Lệ Ngọc Hoàn căn bản không đủ, cần cả Thái Huyền môn thần phục, cho nên bây giờ Lệ Ngọc Hoàn ra ngoài chịu chết cũng không cản được Dương Bách Xuyên tấn công Thái Huyền Tông. Vạn Quang Hiên biết được điều này thông qua ánh mắt của Dương Bách Xuyên. Nếu giao Lệ Ngọc Hoàn ra thật sự có thể xoa dịu lửa giận của Dương Bách Xuyên, vậy thì Vạn Quang Hiên sẽ giao nàng ta ra. Mấu chốt là Dương Bách Xuyên không nghĩ vậy. Trong tình hình này, Vạn Quang Hiên thà làm một tông chủ che chở cho đệ tử để bảo vệ hình tượng của mình trước mấy vạn đệ tử tông môn. Dù sao thì trong mắt ông ta, đám người Dương Bách Xuyên cũng không phá được sơn môn của Thái Huyền Tông. Nghĩ đến đây, Vạn Quang Hiên nghiêm nghị mắng, làm càn, Thái Huyền Tông ta chính là tông môn đứng đầu ở phía Bắc, chỉ đứng sau Thánh Địa. Mặc dù sau trận đại chiến với Hồng Liên Môn 200 năm trước chúng ta đã bị tổn thương nguyên khí, bất đắc dĩ phải phong bế sơn môn một nửa. Nhưng dù vậy, Thái Huyền Tông ta vẫn là tông môn đứng đầu phía Bắc. Vạn Quang Hiên ta cũng là một người có tiếng ở tu chân giới mà lại không bảo vệ nổi đệ tử của mình sao? Người báo thù cho gia tộc, đây là chuyện hợp tình hợp lý, không làm gì sai, hôm nay kẻ trộm đến tận cửa, tuy đối phương mạnh, nhưng Vạn Quang Hiên ta cũng không thể giao ngươi ra. Cho dù bọn họ phá vỡ đại trận hộ sơn, cùng lắm thì quyết một trận tử chiến, Thái Huyền Tông ta cũng không ăn chay, cứ ở đây đợi đi, có ta ở đây không ai có thể làm gì ngươi. Lời của Vạn Quang Hiên vô cùng khí thế và nghiêm nghị, đệ tử xung quanh nghe đến xuất thần, ai nấy cũng đều bàn tán và khen ngợi tông chủ. Tất cả đồng thanh hô lớn thể sống đi theo tông chủ, sống chết cùng Thái Huyền Tông. Vẻ mặt Vạn Quang Hiên như nở hoa, trong lòng cũng vui vẻ. Chiêu mua lòng người đã thành công. Thật ra ông ta có lòng tin với đại trận hộ sơn, nếu không đã sớm giao Lệ Ngọc Hoàn ra rồi. Hắn cũng thấy rõ Dương Bách Xuyên quyết tâm đánh bại Thái Huyền Tông, nói cách khác chỉ cần Dương Bách Xuyên đồng ý rằng sau khi ông ta giao Lệ Ngọc Hoàn ra mà hắn không trở mặt với Thái Huyền Tông thì ông ta sẽ giao Lệ Ngọc Hoàn cho Dương Bách Xuyên. Đến cả Lệ Ngọc Hoàn nghe Vạn Quang Hiên nói vậy cũng không khỏi sững sờ, người khác không hiểu Vạn Quang Hiên. Nhưng nàng ta đi theo nên hiểu rất rõ sư phụ mình chính là một kẻ ngụy quân tử. Nhưng hiện giờ nàng ta cũng hơi nghi ngờ hiểu biết của mình về sư phụ, Vạn Quang Hiên vậy mà đã giữ nàng ta lại. Giờ phút này Lệ Ngọc Hoàn thật sự rất cảm động. Chỉ nghe thấy Vạn Quang Hiên hạ lệnh, tất cả đệ tử từ độ kiếp trở lên ở lại sơn môn để phòng thủ phòng trường hợp khẩn cấp, tất cả đệ tử từ độ kiếp trở xuống rút về sau núi. Vương trưởng lão dẫn theo đệ tử có tu vi dưới độ kiếp phá vòng vây sau núi, bảo toàn huyết mạch của Thái Huyền Tông ta. Vâng, tuân lệnh tông chủ. Trưởng lão bên cạnh lên tiếng trả lời. Mà Vạn Quang Hiên cũng cho rằng đám đại yêu do Dương Bách Xuyên cầm đầu căn bản không thể phá hủy đại trận hộ pháp của Thái Huyền Tông, ra vẻ sắp xếp thật ra cũng chỉ để lấy lòng mọi người mà thôi. Nếu đại trận thật sự bị công phá, Vạn Quang Hiên biết, không ai có thể trốn thoát. Chấm. Các đệ tử có tu vi trên độ kiếp đều tập trung ở cổng Thái Huyền Tông, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Bên ngoài đại trận, Dương Bách Xuyên chỉ huy yêu binh tiếp tục tấn công để yểm trợ cho Tử Hoàng. Sau một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau, Thanh Ngưu đến nói, Thánh Chủ, thông đạo đã được đào xong, dẫn thẳng đến một sơn cốc nhỏ trong Thái Huyền Tông, có thể vào bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, lập tức ra lệnh. Sắp xếp cho tất cả binh sĩ vào thông đạo. Nói xong, hắn dẫn đầu bay đến lối vào thông đạo. Sau khi đào xuống 3 vạn thước, Tử Hoàng đã mở ra một không gian rộng lớn có thể chứa 4.000 yêu ma. Thánh chủ, thông đạo đã đào xong, có thể tấn công Thái Huyền Tông bất cứ lúc nào. Tử Hoàng chỉ vào một quầng sáng nói. Dương Bách Xuyên nhìn theo, biết quầng sáng đó chính là kết giới của đại trận hộ sơn. Nhưng lúc này đã bị Tử Hoàng đào thành một cái hang 3 thước. Truyền lệnh, bắt đầu tấn công Thái Huyền Tông. Theo mệnh lệnh, 3.000 yêu binh dưới sự dẫn dắt của 4 đại yêu tướng đi vào quầng sáng, bên kia chính là Thái Huyền Tông. Chấm. Dương Bách Xuyên không trực tiếp nói với Vạn Quang Hiên chuyện ông ta bắt giữ tu sĩ ở Sơn Hải Giới, hắn sợ Vạn Quang Hiên sẽ đe dọa ngược lại, thậm chí là làm tổn thương họ. Hắn chỉ nói với Vạn Quang Hiên là Lệ Ngọc Hoàn đã đắc tội hắn. Nhưng thật ra một Lệ Ngọc Hoàn không đủ để hắn quyết tâm gây chiến với Thái Huyền Tông như vậy.
thật sự thì người thân bạn bè ở Vân Môn Sơn Hải giới đều là vảy ngược của hắn. Dù sao thì lần này cũng phải tìm được manh mối từ Thái Huyền Tông. Chấm. Bên trong Thái Huyền Tông, Vạn Quang Hiên và các trưởng lão đệ tử đang chờ đợi. Bản thân Vạn Quang Hiên cũng đạt tới tu vi phi thăng cảnh hậu kỳ, trong số 9 trưởng lão thì có 3 người có tu vi phi thăng cảnh trung kỳ, 3 người có tu vi của tán tiên bậc 3 cũng tương đương với phi thăng cảnh trung kỳ, 3 người còn lại là phi thăng cảnh sơ kỳ. Cộng với 150 đệ tử cấp bậc đại thừa, 3.000 đệ tử cấp bậc độ kiếp, thực lực này quả thực là đứng đầu ở tu chân giới. Đương nhiên nếu như Thái Huyền Tông bọn họ không chiến đấu với Hồng Liên Môn làm tổn thương nguyên khí, thì số lượng cao thủ ở đây cũng chỉ chiếm 1/3. Nhưng Vạn Quang Hiên biết, cho dù vậy thì bọn họ vẫn kém xa những đại yêu do Dương Bách Xuyên dẫn dắt ngoài kia. Có tổng cộng 3.000 yêu cấp bậc đại thừa, 20 yêu cấp bậc phi thăng cảnh, sức mạnh này có thể chống lại bất kỳ thánh địa nào chứ đừng nói là Thái Huyền Tông bây giờ. Đừng thấy trước đó ông ta dõng dạc nói trước mặt các đệ tử để lấy lòng người cổ vũ sĩ khí, thật ra trong lòng ông ta cũng sợ chết được. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự dẫn theo các đại yêu công phá đại trận hộ sơn, Vạn Quang Hiên cũng không biết nên làm sao. Cũng may tấn công lâu vậy rồi mà đại trận cũng không hề sứt mẻ, điều này khiến Vạn Quang Hiên yên tâm hơn. Đột nhiên chỉ trong một khắc, cuộc tấn công bên ngoài đột nhiên biến mất, trở nên im lặng. Một vị trưởng lão nói, tông chủ có muốn ra ngoài xem thử không? Hay là bọn chúng bỏ chạy rồi? Vạn Quang Hiên lắc đầu nói, cẩn thận có bẫy, lần này bọn chúng đến với quy mô lớn như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, tấn công lâu như vậy rồi cũng phải tiêu hao pháp lực, có lẽ là đang hồi phục pháp lực. Lúc này Vạn Quang Hiên còn đang trông chờ vào đại trận hộ sơn, không biết Dương Bách Xuyên đã đi xuống 3 vạn thước dưới lòng đất. Đào một cái động lớn trong đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông bọn họ, âm thầm tiến vào Thái Huyền Sơn. Cách sơn môn của Thái Huyền Sơn hơn 500 thước có một sơn cốc nhỏ, Tử Hoàng trực tiếp dẫn thông đạo đến đây. Sau nửa canh giờ, tất cả yêu tu đều xuất hiện trong sơn cốc. Dương Bách Xuyên nhìn ra sơn môn Thái Huyền Tông ở xa xa, cười lạnh nói, giữ lại tông chủ Thái Huyền Tông, ta cần điều tra ông ta, những người còn lại nếu phản kháng thì giết không tha. Hắn vung tay, Tử Hoàng cùng với 4 đại yêu tu khác dẫn theo 3.000 tu sĩ cấp bậc đại thừa xông lên, mục tiêu là các tu sĩ Thái Huyền Tông ở sơn môn Thái Huyền Tông. Chấm. Tông chủ, không đúng, đã hơn nửa canh giờ rồi mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Một trưởng lão lo lắng nói. Vạn Quang Hiên cũng nhíu mày, quả thực có gì đó không ổn, nhưng mọi người cũng đừng lo lắng, đại trận hộ sơn dù là tiên nhân hạ giới cũng chưa chắc có thể công phá được. Đó là trận pháp mà tổ sư đã bày ra trước khi phi thăng, nói là tiên trận cũng không quá, Dương Bách Xuyên chỉ dẫn theo một đám xúc sinh cũng đòi phá trận sao. Vậy à, vậy khiến ngươi thất vọng rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu. Chỉ trong giây lát, đám người Vạn Quang Hiên đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn. Vạn Quang Hiên kịp phản ứng. Mặt trắng bệch nói, địch tấn công. Nhưng còn chưa nói hết câu thì một tiếng động chấn động trời đất vang lên, trong đất trời tràn ngập yêu khí. Ầm ầm ầm. A a a a. Tiếng gầm thét và tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Vạn Quang Hiên thấy mây đen kéo đến, nhưng đó là một đám đại yêu xuất hiện trên đỉnh đầu, mà Dương Bách Xuyên đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn ông ta. Vạn Quang Hiên biết ông ta xong đời rồi. Quan trọng là ông ta thật sự không nghĩ ra Dương Bách Xuyên và mấy ngàn đại yêu vào đây bằng cách nào. Đại trận hộ sơn ở Sơn Môn còn chưa mở ra, nhưng Dương Bách Xuyên và thuộc hạ của hắn đã âm thầm xuất hiện trên đầu họ. Một cuộc tấn công mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, căn bản là không kịp phản ứng. Cho dù là phản ứng kịp cũng vô ích, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Vạn Quang Hiên tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một tông môn. Lại còn có tu vi phi thăng cảnh hậu kỳ, ông ta vẫy ta một cái chống đỡ đòn tấn công mạnh mẽ hỗn loạn, sau đó lập tức bay đi. Ông ta biết rõ hậu quả của việc Dương Bách Xuyên dẫn đại yêu vào, mặc dù có tu vi phi thăng cảnh hậu kỳ, nhưng Vạn Quang Hiên cảm nhận được đại yêu mà Dương Bách Xuyên dẫn theo vô cùng nguy hiểm, ông ta cũng không nắm chắc. Bây giờ không trốn thì còn đợi đến khi nào? Lập tức phi thân rời đi.
Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trước mặt Vạn Quang Hiên. Dương Bách Xuyên lơ lửng trước mắt Vạn Quang Hiên. Ánh mắt Vạn Quang Hiên trở nên lạnh lùng, ông ta kiêng dè đại yêu bên cạnh Dương Bách Xuyên, chẳng lẽ còn sợ một tu sĩ đại thừa sao? Tìm chết! Vạn Quang Hiên hừ lạnh, trực tiếp đánh một chưởng về phía Dương Bách Xuyên. Chân nguyên mạnh mẽ lập tức ngưng tụ thành một lòng bàn tay khổng lồ dài hơn 10 mét, xuyên qua không khí lao về phía Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, hắn cũng không phải muốn lấy cứng trọi cứng với Vạn Quang Hiên, chỉ là muốn thử xem thực lực của mình bây giờ có thể chống lại được sức mạnh của một cường giả phi thăng cảnh hậu kỳ không mà thôi. Dù sao đối với hắn mà nói, thực lực và thần thông chiến kỹ của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, hắn cũng rất tự tin mình có thể chống lại cường giả phi thăng cảnh, không chiếm được thế thượng phong thì ít nhất cũng có thể tiếp được nửa chiêu chứ. Phần thiên chi nộ. Đây là lần thứ hai hắn sử dụng thần thông chiến kỹ thập nhị chí tôn tầng thứ tư, lần đầu tiên là khi giết hai tu sĩ đại thừa hậu kỳ bên cạnh Lệ Ngọc Hoàn. Lần này trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới để chống lại Vạn Quang Hiên phi thăng cảnh hậu kỳ. Dương Bách Xuyên cũng không chút lo lắng, cho dù không được hắn vẫn muốn thử. Hắn vung ra một quyền với Vạn Quang Hiên, chân nguyên trong cơ thể được kích hoạt dưới sự thúc giục của Giao Long Châu, ngọn lửa bay lên trời, năng lượng khổng lồ tạo thành nắm đấm không thua kém gì của Vạn Quang Hiên, hai nắm tay trực tiếp giao nhau. Ầm. Một tiếng động nặng nề vang lên. Ngay sau đó lấy đòn tấn công của hai người làm trung tâm, một làn sóng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Nắm đấm của Vạn Quang Hiên và Dương Bách Xuyên đồng thời vỡ tan. Chương 3420 Thái Huyền Tông đều bị tiêu diệt. Mà Dương Bách Xuyên biến sắc, cơ thể hắn bay ngược ra ngoài, hộc máu giữa không trung. Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh mạnh mẽ trong không khí. Hắn biết mình và các cao thủ phi thăng cảnh hậu kỳ vẫn còn chênh lệch rất lớn, với tu vi của hắn bây giờ cũng chỉ có thể chống lại tu sĩ phi thăng cảnh sơ kỳ. Phi thăng cảnh trung kỳ cố hết sức cũng chỉ có thể chạy trốn, chống lại hậu kỳ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chống lại một đòn của Vạn Quang Hiên khiến hắn bay ra ngoài như diều đứt dây, chân khí trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, dẫn đến hộc máu. Nếu không có cơ thể thuần dương mạnh mẽ, e là lần này đã mất mạng rồi. Thánh chủ! Thánh chủ! Tướng công! Bốn người tử hoàng lo lắng lập tức bay đến. Thấy Dương Bách Xuyên bị đánh bay ngược ra ngoài, mọi người đều vô cùng khẩn trương. Một tiếng hét vang lên, Vạn Quang Hiên bị Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu và Chuột Vương vây quanh, toàn lực chiến đấu. Vạn Quang Hiên có tu vi phi thăng cảnh hậu kỳ tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể lấy một chọi bốn. Khổng Tước kêu lên một tiếng, trực tiếp lấy gỗ ngô đồng ra, sau một tiếng ngô đồng che trời, nửa thanh gỗ ngô đồng trong tay nàng ta lập tức biến thành đại thụ che trời. Trực tiếp đập xuống người Vạn Quang Hiên. Ngay sau đó ánh sáng tím trên người Tử Hoàng cũng ngưng tụ lại rồi tập trung vào Vạn Quang Hiên, Thanh Ngưu và Chuột Vương cũng không ngừng tấn công, cơ thể Vạn Quang Hiên trực tiếp bị đập nát. Nhưng ngay sau đó nguyên thần của ông tay bay ra, hoảng sợ bỏ chạy, lại bị Tử Hoàng dùng một tia sáng tím thu vào tay. Trận chiến kết thúc, tu sĩ cấp cao của Thái Huyền Tông đều bị tiêu diệt. Những tu sĩ nhỏ bỏ chạy khắp nơi. Dương Bách Xuyên cũng không hạ lệnh đuổi theo. Hắn hồi phục sức lực một chút rồi đứng dậy nhìn nguyên thần của Vạn Quang Hiên trong tay Tử Hoàng. Đặc biệt phải siêu hồn Vạn Quang Hiên, bởi vì đây là cách tốt nhất thu được tin tức về tu sĩ Sơn Hải Giới. Nguyên thần của Vạn Quang Hiên bị Dương Bách Xuyên nắm trong lòng bàn tay. Hắn trực tiếp vận công siêu hồn, khiến Vạn Quang Hiên hoảng sợ kêu to, ngươi! Ngươi không thể, lão tổ nhà ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Dương Bách Xuyên căn bản không thèm nghe Vạn Quang Hiên nói nhảm, cái gì mà lão tổ hay không lão tổ, đợi hắn siêu hồn ông ta xong thì đương nhiên sẽ biết. Nếu sợ thì hắn đã không mang thuộc hạ, các đại yêu đi diệt Thái Huyền Tông rồi. Hắn không phải người thích giết chóc, sau khi giết chết những người có tu vi cao hơn độ kiếp của Thái Huyền Tông, bắt những đệ tử có tu vi thấp hơn đang chạy tán loạn, Dương Bách Xuyên cũng không để ý tới nữa. Dù sao thì những người đáng chết đều đã bị giết, dù là Lệ Ngọc Hoàn thì cũng bị Thanh Ngưu giết, giữ lại thi thể mang về cho huynh muội Hoàng Phủ một câu trả lời. Lúc này, chuyện quan trọng nhất với hắn là phải lấy được tin tức liên quan tới đệ tử Vân Môn ở Sơn Hải Giới thông qua thần hồn của Vạn Quang Hiên.
Sau khi Dương Bách Xuyên siêu hồn trong tiếng kêu gào thảm thiết của Vạn Quang Hiên, một lượng lớn hình ảnh ký ức tiến vào trong đầu hắn, giống như đang chiếu một thước phim. Sau nửa giờ, Dương Bách Xuyên mới mở hai mắt, ánh mắt không ngừng lóe lên. Bởi vì cuối cùng hắn cũng tìm được thứ có giá trị trừ nguyên thần của Vạn Quang Hiên, hoặc nói đúng hơn là tin tức liên quan tới đệ tử Vân Môn ở Sơn Hải Giới. Qua ký ức của ông ta, Dương Bách Xuyên biết được vì sao Thái Huyền Tông lại muốn bắt tu sĩ Sơn Hải Giới. Giống như những gì mà BD đã nói, bọn họ làm vậy là để phá hủy đại trận thiên trảm, Thái Huyền Tông thẹn quá hóa giận, lý do này chỉ là một phần. Trong ký ức của Vạn Quang Hiên, Thái Huyền Tông có một bí mật rất lớn đang tiến hành, hơn nữa kế hoạch này đã kéo dài 3.000 năm. Thái Huyền Tông bắt người chủ yếu là vì nguyên nhân này, không chỉ bắt tu sĩ Sơn Hải Giới, còn có những tu sĩ tới từ những thế giới nhỏ. Bọn họ bắt hết để thực hiện cái bí mật này. Bí mật này chính là một vị lão tổ phi thăng đại viên mãn của Thái Huyền Tông đang xây dựng một đàn tế ma rất lớn, mục đích của nó dùng để phá vỡ phong ấn. Ở phía sau Thái Huyền Tông có một vực sâu, ở phía dưới chân áp một ma đầu, vị lão tổ kia muốn phá vỡ phong ấn, thả ma đầu ra. Thế nên mới bắt người để xây dựng đàn tế ma, kế hoạch này đã kéo dài 3.000 năm, trong ký ức của Vạn Quang Hiên thì ma đàn này sắp được hoàn thành. Điều khiến Dương Bách Xuyên run sợ là, từ ký ức của ông ta, hắn nhìn thấy ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên và đồ đệ Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm, còn có một số hình ảnh của đệ tử Vân Môn. Nhưng đây mới chỉ là một phần, trong hình ảnh mà hắn nhìn thấy, hơn 3.000 năm qua, Thái Huyền Tông đã bắt tổng cộng hơn mấy chục vạn tu sĩ tới từ thế giới nhỏ. Trong quá trình xây dựng ma đàn, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ bị đánh, giày vò tới chết, bọn họ đều là những tu sĩ của thế giới nhỏ, sau khi tu vi bị phong ấn cũng không phản kháng được. Điều mà Dương Bách Xuyên lo lắng là, không biết những người khác của Vân Môn có đang bị bắt hay không. Dù sao Thái Huyền Tông đã ba lần bắt tu sĩ Sơn Hải Giới, mà Vạn Quang Hiên thân là tông chủ một môn phái, cũng không có khả năng mỗi một lần bắt đều đi xem. Sau khi tiếp thu toàn bộ ký ức của Vạn Quang Hiên, Dương Bách Xuyên càng lo lắng hơn. Một là không biết sốt cuộc có bao nhiêu người của Vân Môn bị bắt, có nữ nhân của hắn hay không. Hai là hắn biết, vực thẳm phía sau Thái Huyền Tông không phải là đất lành, có thể dùng hơn 3.000 năm để xây dựng một tòa ma đàn. Phá hủy phong ấn của ma đầu, đây không phải là điều mà một tu sĩ bình thường dám làm. Hình ảnh trong ký ức của Vạn Quang Hiên cho thấy, lão tổ ở vực sâu kia có tu vi phi thăng đại viên mãn, ngoài ra còn có ba cao thủ tán tiên tam chuyển tọa chấn, tu vi của mỗi người đều ở cấp bậc trưởng lão của Thái Huyền Tông. Chắc chắn không dễ đối phó. Mặc dù hiện tại hắn đang thống lĩnh rất nhiều yêu tu, nhưng tu vi thì chỉ có Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu và Chuột Vương là đối phó được với tán tiên tam chuyển và phi thăng cảnh hậu kỳ. Nhưng đối phó với phi thăng đại viên mãn lại không hề dễ. Theo lý thuyết thì bốn người Tử Hoàng và hắn, cộng thêm 3.000 tu sĩ đại thừa cũng không đối phó được. Phi thăng đại viên mãn là cảnh giới chỉ cần một chút nữa thôi sẽ phi thăng thành tiên, người đến được cấp bậc này, cho dù thua kém cảnh giới nhỏ thôi cũng đã vô cùng đáng sợ. Huống chi còn có ba tán tiên tam chuyển và hơn trăm tu sĩ cấp bậc đại thừa. Trong trí nhớ của Vạn Quang Hiên, ba vị tán tiên tam chuyển này đều là trưởng lão đời trước của Thái Huyền Tông, thực lực của bọn họ đã đạt đến cấp phi thăng hậu kỳ, không một ai là dễ đối phó. Thánh chủ, sao vậy? Tử Hoàng thấy Dương Bách Xuyên nhíu mày, nàng hỏi. Trước tiên, tới phía sau núi của Thái Huyền Tông xem thử rồi nói. Dứt lời. Dương Bách Xuyên phi thân chạy thẳng về phía sau núi. Tới khi tới nơi, Dương Bách Xuyên nhìn qua, quả nhiên có một vách đá, phía dưới là vực sâu sâu không thấy đáy. Đám Tử Hoàng vây quanh hắn, trầm giọng nói, thánh chủ có chuyện gì đó không ổn, hình như có ma khí từ bên dưới bay lên. Nghe Tử Hoàng nói xong, Dương Bách Xuyên nói ra chuyện xây dựng ma đàn ở trong ký ức của Vạn Quang Hiên, đồng thời cũng kể lại tình hình cho Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngư và Chuột Vương. Mọi người nắm chắc bao nhiêu phần có thể đối phó được với tu sĩ phi thăng đại viên mãn. Nhất thời, cả bốn người Tử Hoàng đều cúi đầu. Tu sĩ phi thăng hậu kỳ còn dễ đối phó, nhưng cấp bậc đại viên mãn thì gần như không có tia hy vọng nào. Trong bốn người, tu vi của Tử Hoàng là cao nhất, nàng nghĩ ngợi rồi nói, thánh chủ, nếu như tu luyện thêm mấy chục năm,
ta có thể đối phó được với tu sĩ phi thăng đại viên mãn, nhưng bây giờ thì không. Phi thăng đại viên mãn là tu sĩ chỉ còn một bước nữa thôi sẽ phi thăng thành tiên, đạt tới những cấp bậc như vậy, thua kém nhau một ranh giới thôi đã là khoảng cách vô cùng lớn. Tử Hoàng đã nói không nắm chắc thì ba người kia lại càng không. Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói với Chuột Vương, người quay về Vân Môn tiên cảnh một chuyến, mời quốc bảo thú Vân Lôi và Trồn Nhi tới đây, trước mắt không thể chờ đợi thêm được nữa, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể quốc bảo Vân Lôi có thể ra trận. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, ánh mắt đám Tử Hoàng đều sáng lên, đương nhiên bọn họ biết quốc bảo thú Vân Lôi là cao thủ của cả Vân Môn tiên cảnh. Nếu như có quốc bảo ra tay, đối phó với phi thăng đại viên mãn sẽ không thành vấn đề. Rõ, thuộc hạ lập tức đi ngay. Chuột Vương đáp. Dương Bách Xuyên gật đầu, cầm lấy ngọc giản hình ảnh của ta, nếu không chưa chắn quốc bảo và Trồn Nhi sẽ nghe lời ngươi. Nói xong, Dương Bách Xuyên đưa miếng ngọc giản có hình ảnh của mình cho Chuột Vương, những lời ta muốn nói đều đã có trong ngọc giản, đưa cho quốc bảo và Trồn Nhi là được, tốc độ nhanh hết sức có thể. Trong vòng 3 ngày, người cần phải đưa được Trồn Nhi và quốc bảo tới trước mặt ta. Thánh chủ yên tâm, nhất định sẽ xong trong 3 ngày. Dứt lời, Chuột Vương biến mất ngay tại chỗ. Dương Bách Xuyên chưa vội xuống vực sâu, hắn đợi sau khi Chuột Vương mang quốc bảo và Trồn Nhi tới rồi xuống cũng chưa muộn. Dương Bách Xuyên để Thanh Ngưu dẫn người đi quét sạch Thái Huyền Tông. Nếu như đã hủy diệt một môn phái thì đương nhiên sẽ không bỏ qua quét dọn chiến trường. Có thiên tài địa bảo gì có thể dùng thì lấy hết. Toàn bộ Thái Huyền Tông, không tính những người dưới vực sâu, thế lực bên trên bao gồm cả tông chủ Vạn Quang Hiên đều đã bị diệt sạch, những đệ tử chạy thoát tu vi đều không cao, chẳng uy hiếp gì được tới Dương Bách Xuyên, hắn cũng không định đuổi giết đám đệ tử này. Dù sao thì Thái Huyền Tông xem như bị diệt một nửa. Nửa còn lại đang ở dưới vực sâu. Đợi cao thủ quốc bảo thú Vân Lôi tới, hắn sẽ dẫn chúng yêu xuống, một lần diệt gọn. Ngày thứ ba, Chuột Vương mang quốc bảo thú Vân Lôi và Trồn Nhi tới trước thời hạn. Chi chi. Growl. Trồn Nhi hóa thành tia sáng màu vàng, vui vẻ nhảy trên bả vai Dương Bách Xuyên. Thú Vân Lôi cũng vui mừng đi vòng quanh Dương Bách Xuyên. Đợi Dương Bách Xuyên thân thiết với bọn chúng xong mới lên tiếng, quốc bảo, dưới này có một tên biến thái vô cùng cường đại. Giao cho ngươi đối phó có được không? Gào. Quốc bảo thú Vân Lôi nhỏ giọng gào ý chỉ không thành vấn đề. Chi chi chi. Trồn Nhi há miệng kêu chi chi, tỏ ý mình cũng muốn giúp đỡ. Dương Bách Xuyên lại cười, đợi lát nữa xuống phía dưới, ngươi liên thủ với quốc bảo giết kẻ địch. Chi chi, Trồn Nhi gật đầu đầy vui vẻ. Sở dĩ, Dương Bách Xuyên để Chuột Vương mang Trồn Nhi đến. Là bởi vì quốc bảo rất thân thiết và nghe lời Trồn Nhi, mà Trồn Nhi lại nghe lời hắn, xem như là bắc cầu, hơn nữa Trồn Nhi cũng có thiên phú thần thông ở những nơi nguy hiểm, sự thật chứng minh Trồn Nhi có thể giúp ích được rất nhiều. Dương Bách Xuyên không để ngé con qua đây, dù sao thủ Vân Môn tiên cảnh vẫn cần phải bảo vệ. Theo hắn thì đối phó với một phi thăng đại viên mãn có quốc bảo thú Vân Lôi là đủ rồi. Lão đầu đã từng nói, thực lực của quốc bảo sâu không lường được. Đối đầu với phi thăng đại viên mãn sẽ không thành vấn đề. Xuống vực sâu. Dương Bách Xuyên hạ lệnh cho 3.000 yêu tu bay xuống dưới, hướng về phía vực sâu không thấy đáy. Có quốc bảo thú Vân Lôi tham gia, đồng nghĩa với việc trong đội ngũ có cao thủ áp trận, mặc dù Dương Bách Xuyên không thú Vân Lôi lợi hại tới đâu, nhưng lão đầu đã đánh giá thì sẽ không sai, vậy nên Dương Bách Xuyên cũng khá yên tâm. Nhìn thì có vẻ như vực sâu vô tận nhưng thật ra cũng chỉ có 1 vạn mét. Với Dương Bách Xuyên và đám đại yêu mà nói thì chút này chẳng là gì cả. Tu vi thấp nhất cũng là đại thừa cao cấp, bất cứ ai trong số họ đều có khả năng độc lập, không có gì phải lo lắng khi xuống vực sâu phía sau núi Thái Huyền Tông. Tất cả đại yêu đều là yêu vương đứng đầu ở Thái Hoang, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà còn sống được thì chút này chẳng nhằm nhò gì. Đôi cánh trong suốt sau lưng quốc bảo thú Vân Lôi đập rất linh hoạt, tốc độ không thua kém gì dịch chuyển tức thời. Thấy vậy Dương Bách Xuyên càng yên tâm hơn. Khi Dương Bách Xuyên dẫn theo tất cả đại yêu bay xuống vực sâu, hắn phát hiện nơi mình xuất hiện đã được xây dựng, gần giống với lần đầu khi hắn tới tộc chuột ngũ hành. Nơi này hoàn toàn là một thế giới hang động dưới lòng đất, chỗ hắn đặt chân có một sân bóng rổ rất lớn, nhưng trong ký ức của Vạn Quang Hiên thì nơi lớn nhất nằm ở chỗ khác.
Đương nhiên, nơi này không thể so sánh với thành trì dưới lòng đất của tộc chuột ngũ hành. Chuột ngũ hành mà chuột vương lãnh đạo là những chuyên gia, còn nơi này nhìn qua thì giống như một cái động lớn, rất nhiều hang động 3-4 mét xuất hiện ngay trước mặt. Dương Bách Xuyên biết sau khi tiến vào bất kỳ một hang động nào thì sẽ vào được vị trí của ma đàn, tu sĩ bị Thái Huyền Tông bắt đều ở đó. Dương Bách Xuyên dặn dò mọi người cẩn thận, sau đó dẫn đường đi vào một hang động trong số đó. Sau khi đi được nửa giờ, tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng, một thế giới ngầm khác xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Quả nhiên giống với hình ảnh trong ký ức của Vạn Quang Hiên. Một tòa tế đàn khổng lồ cao 100 mét, giống như một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng với đủ các cách tiến hành. Xung quanh là hơn 1.000 tu sĩ bị phong ấn tu vi đang xây dựng. Nhìn qua toàn bộ tế đàn đều là các loại pho tượng vô cùng cổ quái, không phải nhân tộc, chắc hẳn là tượng ma tộc. Lịch sử của ma tộc vẫn luôn được lưu truyền ở tu chân giới, hơn nữa còn vô cùng thần bí, nhưng rất ít xuất hiện ở tu chân giới. Căn cứ theo hiểu biết của Dương Bách Xuyên thì những người tu ma đều sẽ ẩn núp trong bóng tối ở tu chân giới. Rất ít khi lộ mặt, nhưng một khi xuất hiện thì sẽ máu chảy thành sông. Nhưng nói chung ở tu chân giới, tu chân giả vẫn là chính. Trong thời đại trước, nghe đồn người tu ma bị tu chân giả đè ép xuống, gần như bị tiêu diệt hết. Đương nhiên tu ma giả cũng là một hệ tu chân cường đại, nói diệt toàn bộ là chuyện không thể, có rất nhiều người vẫn đang ẩn núp trong bóng tối. Không hoàn toàn diệt gọn. Trong quá khứ, tu ma giả cũng từng là một quần thể ngang ngửa với tu chân giả, thậm chí năng lực còn vượt trội hơn, không thể nào diệt sạch được. Bọn họ chỉ từ sáng chuyển vào tối mà thôi. Trước kia Dương Bách Xuyên cũng từng nghe lão đầu nói qua về ma tộc, nhưng cũng không quá nhiều thông tin. Nhìn trận tế đàn lớn như vậy, trong đầu hắn liền nghĩ tới ma tộc. Lúc này, Tử Hoàng hô lên, đây, đây là tế đàn ma tộc, nơi này. Dương Bách Xuyên vừa nghe Tử Hoàng nói vậy thì giật mình, Tử Hoàng, người biết ma tộc. Tử Hoàng gật đầu, ta là người của thời đại trước, biết nhiều hơn một chút. Tử Hoàng như chìm vào ký ức. Dương Bách Xuyên biết Tử Hoàng còn có điều muốn nói, liền xua tay ra hiệu mọi người im lặng, không để bị phát hiện. Trước tiên hắn muốn hiểu rõ thứ gọi là ma tộc cái đã. Một lúc sau, Tử Hoàng mới nói, ma tộc có nguồn gốc rất sớm, có lời đồn rằng ma tộc xuất hiện cùng lúc với thế giới, hơn nữa còn vô cùng phức tạp, hệ thống cũng rất đa dạng. Ma tộc ngang hàng với thần tạo hóa, bọn họ có pháp lực tối cao nhưng lại quá tàn ác nên vẫn luôn là đối tượng bị những tộc khác chèn ép. Ma tộc chân chính được xưng là ma thần, có lời đồn họ là sinh linh được tạo hóa từ đất trời. Ma tu phát triển đến nay đều là đệ tử con cháu của bọn họ, truyền thừa cũng được trải khắp các giới, vô cùng cường đại. Tu chân giới xuất hiện người tu ma, tiên giới còn có tiên ma tồn tại song song với tiên nhân và yêu tiên. Vậy nên lão tổ của tu ma giả chính là ma thần, nhưng nhiên là thần đối với những người tu ma, nhưng trong mắt của tu chân giả, chính đạo thì họ chính là ma quỷ. Dù sao cũng có truyền thừa cường đại, nhân tộc và tu ma giả mới phát triển tới tận ngày hôm nay. Thuộc hạ từng nghe được một tin đồn thượng cổ ở tiên giới, ở một thời đại nào đó trong tiên giới cổ xưa, tiên ma bị tiên nhân cường đại giết sạch, không giết được thì sẽ đánh tan thân thể tiên ma, trấn áp ma hồn ở các thế giới khác nhau. Từ đó trở đi, tu sĩ ma tộc cơ bản là bị diệt trong im lặng, những tu ma giả ở tu chân giới cũng ẩn núp trong bóng tối, âm thầm tìm những ma hồn bị trấn áp, mưu đồ thả những ma hồn thời thượng cổ, cố gắng để ma tộc trỗi dậy trở lại. Đối với tu ma giả bình thường thì rất khó lòng phòng bị, bởi vì nhân tộc tu luyện công pháp ma đạo, nhìn bề ngoài thì cũng không biết có phải là tu ma giả hay không, trừ phi bọn họ để lộ ra ma khí hoặc là ký hiệu đặc biệt của ma tộc. Đây là tế đàn ma tộc, dùng để tế tự ma hồn, nhìn cấp bậc hình thù, trên tế đàn có 4 pho tượng ma thần, có lẽ là đang cúng tế một chân ma. Dương Bách Xuyên không nhịn được ngắt lời, chân ma là như thế nào? Tế đàn này có mục đích gì? Nói rõ ra xem. Tử Hoàng hít sâu một hơi, đầu tiên, ma đàn được xây dựng, chắc chắn ở đây có trấn áp một ma hồn thượng cổ, ma tộc bắt đầu từ cấp thấp nhất là tu ma giả, thật ra thì cũng không có gì cả, cấp bậc của tu ma giả và tu chân giả được phân chia giống nhau, dù sao thì đều là người. Trên tu ma giả sẽ là tiên giới, cấp bậc ở đây sẽ có sự khác biệt, thấp nhất ở tiên giới là thiên tiên. Cũng chính là danh xưng sau khi tu chân giả phi thăng thành tiên,
mà thấp nhất của ma tộc ở tiên giới chính là chân ma. Bọn họ xây dựng ma đàn này rõ ràng là để thả ma hồn của một chân ma, thánh chủ. Người xem trên tế đàn có 4 bức tượng của ma tộc trông rất hung dữ, bọn họ được xưng là thần hộ pháp của ma tộc, ma đầu có cấp bậc càng cao thì thần hộ pháp càng nhiều. Chân ma có 4 thần hộ pháp, ngang bằng với thiên tiên, nhưng từ xưa tới nay thủ đoạn của ma tộc lại vô cùng quỷ dị, cùng cảnh giới nhưng thiên tiên thường không phải là đối thủ của ma tộc. Chúng ta nhất định phải ngăn bọn họ lại, một khi ma đàn thành công, thả ra hồn chân ma, đây sẽ là một tai họa cho toàn bộ tu chân giới. Tu chân giả chúng ta có thiên đạo tuần hoàn, có trời phạt, nhưng ma tộc thì lại không, chỉ cần bọn họ có lợi, cho dù là mang tới thảm họa cũng chẳng sao. Khi chân ma xuất thế nhất định sẽ ngưng tụ thân ma, với ma tộc mà nói thì cách nhanh nhất để có thân ma chính là huyết tế, dùng máu tươi của vô số sinh linh để ngưng thành. Cho dù là một ma hồn thì cũng hồn của một chân ma, chắc chắn không thể xem thường, nếu như thả ra ngoài thì sẽ gây phiền phức lớn. Nói xong, vẻ mặt Tử Hoàng đầy lo lắng. Dương Bách Xuyên cũng có cùng tâm trạng, điều mà hắn lo lắng nhất chính là những tu sĩ bị bắt để xây dựng ma đàn, nếu điều mà Tử Hoàng nói là sự thật, vậy thì khi huyết tế, những người này sẽ là tế phẩm đầu tiên. Mà hắn lục soát trong trí nhớ của Vạn Quang Hiên thì thấy trong đó có 3 đệ tử và ông ngoại, hắn không biết còn có bao nhiêu người thân, đệ tử Vân Môn ở bên trong. Tuyệt đối không thể để lão tổ của Thái Huyền Tông huyết tế ma đàn thả ma hồn chân ma, nếu không thì đại họa sẽ giáng xuống. Thiên tiên và chân ma cùng một cấp bậc như thủ đoạn của chúng quỷ dị và mạnh hơn rất nhiều, nếu xuất hiện ở tu chân giới, hậu quả e là sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi nói, việc đầu tiên chúng ta làm là cứu người, nơi này có người thân và bạn bè đệ tử của ta ở Vân Môn, ta tuyệt đối không cho phép bọn họ xảy ra chuyện. Việc thứ hai cần làm là phá hủy tế đàn. Như vậy ta và Chuột Vương, Khổng Tước đi cứu người, Tử Hoàng ngươi mang theo quốc bảo Vân Lôi Thú và Thanh Ngưu đi phá hủy ma đàn, gặp phải người của Thái Huyền Tông giết không tha, xem ra bọn họ chính là tu sĩ ma tộc cải trang, giết chết toàn bộ. Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí, bởi vì hắn nhìn thấy bên tế đàn xương trắng chất thành núi, rõ ràng đống xương này đều là những tu sĩ bị bắt tới để xây dựng ma đàn. Dựa theo trí nhớ của Vạn Quang Hiên, ma đàn đã được xây dựng hơn 3.000 năm, ai mà biết trải qua quãng thời gian lâu như vậy, nơi này đã chết bao nhiêu tu sĩ? Là mấy vạn, hay là mấy chục vạn? Nhiều xương trắng như vậy, hắn nhìn thấy mà giật mình. Thái Huyền Tông đáng chết, lão tổ của Thái Huyền Tông còn đáng chết 1 vạn lần. Ra tay! Dương Bách Xuyên quát một tiếng rồi bay về phía ma đàn. Hắn nhìn thấy đệ tử Thái Huyền Tông cầm roi quất đánh tu sĩ đang xây dựng, kiếm đổ long trong tay bắt đầu giết chóc. Xây dựng một ma đàn lớn như vậy tất nhiên cần không ít nhân lực. Trong ký ức của Vạn Quang Hiên, có hơn 100 đệ tử Thái Huyền Tông cấp bậc đại thừa làm đốc công. Trong mắt Dương Bách Xuyên, những người này không đáng lo. Bọn họ đột nhiên xuất hiện tại ma đàn dưới vực sâu, đám người Thái Huyền Tông này hoàn toàn không ngờ tới. Bởi vì nơi này là vực sâu ở hậu sơn Thái Huyền Tông, không có gì cần đề phòng. Dương Bách Xuyên dẫn theo yêu tu xông ra, lập tức tàn sát một khu vực lớn. Mà lúc này, phía Tử Hoàng đã bay thẳng lên tế đàn tập kích, phá hủy tế đàn theo yêu cầu của Dương Bách Xuyên, không để cho người của Thái Huyền Tông thả hồn chân ma ra. Nhưng nàng ta còn chưa ra tay, trên tế đàn đã xuất hiện 3 địa tiên tam chuyển ngăn cản đám người Tử Hoàng. Bắt đầu chém giết. Dương Bách Xuyên không để ý bên phía Tử Hoàng, bởi vì hắn biết có quốc bảo ở đó, Tử Hoàng có thể đối phó tất cả. Kẻ địch chính là lão tổ của Thái Huyền Tông có tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn, vẫn chưa lộ diện. Nhưng tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Dương Bách Xuyên không quá lo lắng, quốc bảo có thể đối phó với một tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn. Toàn bộ ma đàn cực kỳ lớn, những người rơi từ trên xuống đều là tu sĩ bị bắt tới đây. Có thể thấy con số lên tới hàng nghìn. Dương Bách Xuyên dẫn theo đại yêu giết sạch đám đốc công cấp bậc đại thừa, dọc đường thu tất cả các tu sĩ vào không gian bình càn khôn, không có thời gian nói nhiều với bọn họ. Và lại Dương Bách Xuyên cũng không nói được gì, bởi vì hắn phát hiện ra ánh mắt của những tu sĩ này đều trong trạng thái vô hồn, hiển nhiên là tâm trí đã bị khống chế. Hắn bay lên, đi một vòng lớn quanh ma đàn, thu khoảng 5-6 vạn tu sĩ vào không gian bình càn khôn.
Điều khiến hắn lo lắng là trong số mấy vạn người này không có gương mặt quen thuộc. Điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Lúc này, chuột vương bay tới nói, thánh chủ, ta phát hiện có một động ngầm dẫn thẳng từ ma đàn xuống lòng đất, bên trong có tu sĩ. Dương Bách Xuyên kích động nói, vào trong xem sao. Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ phát ra từ ma đàn. Ầm. Cả thế giới dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển, sau đó ma đàn tỏa ra ánh huyết quang, phát ra ma khí cường đại phóng lên cao. Nhất thời cả ma đàn bị bao phủ trong huyết quang. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, lúc này, Thú Vân Lôi Quốc Bảo bắn ra một tia sét đánh chết một tán tiên tam chuyển, sau đó vèo một cái đã biến mất. Khi Thú Vân Lôi Quốc Bảo xuất hiện, một tán tiên tam chuyển khác đã bị nó đập một phát chết tươi. Tên tán tiên tam chuyển cuối cùng chết dưới sự hợp tác tấn công của tử hoàng và đại yêu khác. Trận chiến trên ma đàn kết thúc. Nhưng tử hoàng bay xuống, sắc mặt khó coi, thánh chủ mau vào địa cung ma đàn đi, ma đàn đã được huyết tế mở ra, hồn chân ma có thể được thả ra bất cứ lúc nào. Có lẽ khu vực trung tâm nằm trong địa cung bên dưới ma đàn này. Tâm trạng Dương Bách Xuyên cũng trùng xuống. Vì sao ma đàn lại tỏa ra huyết quang? Thì ra là huyết tế đã bắt đầu. Lão tổ của Thái Huyền Tông không lộ diện, tất nhiên là đang chủ trì huyết tế ma đàn trong địa cung ma đàn. Nhất định là lão ta đã phát hiện thấy bất thường nên quả quyết bắt đầu huyết tế ma đàn. Huyết tế ma đàn tức là có tu sĩ bị huyết tế, mà trên ma đàn Dương Bách Xuyên chỉ thu được 5-6 vạn tu sĩ bị bắt. Trong hình ảnh ký ức của Vạn Quang Hiên có khoảng mấy chục vạn tu sĩ bị bắt tới đây xây dựng. Nói cách khác, còn có một nửa số người đang ở trong địa cung. Có nghĩa là rất có khả năng người Vân Môn bị bắt đang ở trong địa cung. Mà lúc này trong địa cung đã bắt đầu huyết tế ma đàn, tức là những người còn lại sẽ trở thành tế phẩm bị giết để huyết tế. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây, mặt biến sắc, mau xuống địa cung. Khi siêu hồn Vạn Quang Hiên, hắn không thấy có chuyện liên quan đến địa cung bên dưới ma đàn, chứng tỏ lão tổ Thái Huyền Tông bảo mật về chuyện này. Càng bảo mật càng chứng tỏ khu vực trung tâm thật sự nằm trong địa cung. May mà chuyên gia dưới lòng đất Chuột Vương đã phát hiện ra. Sau đó, Chuột Vương dẫn đường đưa hắn vào thẳng địa cung. Lần này Dương Bách Xuyên không cho các tu sĩ cấp bậc đại thừa xuống dưới, mà để bọn họ canh gác bên ngoài đề phòng có sự cố xảy ra. Mặt khác, hắn đoán có lẽ trong địa cung có lão tổ Thái Huyền Tông tọa chấn, đó là cao thủ. Cho dù yêu tu cấp bậc đại thừa xuống đánh nhau với cao thủ phi thăng cảnh đại viên mãn cũng không giải quyết được gì. Dương Bách Xuyên dẫn theo Thú Vân Lôi Quốc Bảo và mấy thiên yêu như Tử Hoàng tiến vào động ngầm. Chuột Vương đi trước dẫn đường, đào một cái hang to trên mặt đất thông tới ma đàn. Quả nhiên sau vài trăm mét, bọn họ phát hiện ra một thông đạo được xây bằng đá xanh. Cả nhóm bay về phía trước, mấy phút sau. Bọn họ xuất hiện trong một không gian rộng lớn khác. Một không gian rộng bằng sân bóng rổ, từ nơi này nhìn thấy một biển người đông nghịt. Coi bộ có ít nhất hơn 3 vạn người. Tất cả đều là tu sĩ độ kiếp, hiển nhiên những người này là tế phẩm. Lúc này, hơn 3 vạn người đứng thành một vòng tròn. Ở giữa là một hồ máu rộng 100 mét, cách một đoạn có một nhóm, đứng thành 108 nhóm. Bao quanh hồ máu là 108 rãnh máu, mà những người này nhảy bùm bùm xuống như sủi cảo, còn chưa kịp kêu đã bị hòa tan trong hồ máu. Thấy hồ máu sắp đầy, Dương Bách Xuyên tỉnh táo lại, trong lòng chấn động, cứu người. Mau cản bọn họ nhảy vào hồ máu. Dương Bách Xuyên dẫn đầu bay tới. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã phóng thần thức qua đó. Trước tiên hắn phải cứu đệ tử Vân Môn. Sau khi thần thức cường đại phóng ra, cuối cùng Dương Bách Xuyên thở dài, hắn nhìn thấy những gương mặt vô cùng quen thuộc. Ba đồ đệ Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm đều đang ở đây. Ở một bên khác hắn cũng nhìn thấy ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, còn nhìn thấy người của Tông Môn Võ Đạo. Có người của Thiếu Lâm, Nga Mi, cũng có một số đệ tử Vân Môn. Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều, lập tức phung tay thu ba đồ đệ và ông ngoại vào trong không gian bình càn khôn. Lúc này vẫn có các tu sĩ xếp hàng phía trước nhảy bùm bùm vào hồ máu, chỉ trong nháy mắt đã có 108 người nhảy vào hồ máu. Dương Bách Xuyên thấy có 5 đệ tử Vân Môn trong số đó. Hắn gầm lên, thần thức bao phủ 3 vạn người, muốn đưa bọn họ vào không gian bình càn khôn.
Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, tiểu tặc dám phá hỏng đại kế của lão phu. Chết đi. Tức thì một lực lượng khổng lồ bao phủ Dương Bách Xuyên, cắt đứt thần thức của hắn. Tiếp đó, một bàn tay khổng lồ tóm lấy hắn. Quốc bảo, Dương Bách Xuyên hét to. Lúc này hắn không có thời gian đối phó với bàn tay khổng lồ này, hơn nữa hắn cảm thấy mình không đỡ nổi. Bởi vì lực lượng mà nó phát ra quá mạnh, khiến hắn kinh hồn bạt vía. Chắc chắn chủ nhân của bàn tay khổng lồ này chính là lão tổ Thái Huyền Tông, cường giả phi thăng cảnh đại viên mãn. Gừ. Duệt. Thú Vân Lôi Quốc bảo gào giống, bay lên chắn trước Dương Bách Xuyên, đồng thời giơ móng vuốt phóng một tia sét vào bàn tay khổng lồ. Ầm. Trong tiếng nổ nặng nề, bàn tay khổng lồ này bị lực lôi điện của Thú Vân Lôi đánh nát. Dương Bách Xuyên liếc nhìn, trên hồ máu đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc áo bào đen, mà Thú Vân Lôi Quốc bảo đã bay lên, xông thẳng về phía lão giả mặc áo bào đen, hoặc nói là Thái Huyền Tông. Lúc này, đám đại yêu tử hoàng đã thi pháp bày kết giới trên hồ máu, rốt cuộc cũng ngăn được tu sĩ còn lại tiếp tục nhảy vào hồ máu. Tất cả tu sĩ đều đã mất nhận thức, ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Sau khi bày kết giới ở hồ máu, huyết quang rừng tỏa ra. Dương Bách Xuyên tranh thủ thời gian phóng thần thức ra, thu tất cả những người này vào không gian bình càn khôn, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mà lúc này, biến cố xảy ra. Lão tổ Thái Huyền Tông bị gấu trúc quốc bảo đánh bay, nện vào kết giới chỗ hồ máu. Kết giới mà mấy người tử hoàng tạo ra bị lão tổ Thái Huyền Tông đập phá, sau đó lão ta nhảy bùm vào hồ máu. Thú Vân Lôi Quốc bảo bay xuống bên cạnh Dương Bách Xuyên, giống như một đứa trẻ thắng trận, vây quanh hắn thấp giọng gầm gừ tranh công. Dương Bách Xuyên mỉm cười vỗ đầu Thú Vân Lôi Quốc bảo, làm tốt lắm, lần này ta ghi cho ngươi công đầu. Sau khi trở về ta sẽ luyện đan cho ngươi ăn. Chít chít. Không biết con trồn chui ra từ đâu, cũng đáp lên vai Dương Bách Xuyên kêu chít chít, ý bảo nó cũng muốn, quốc bảo hoàn thành nhiệm vụ cũng có công lao của nó. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn con trồn và quốc bảo, đang định lên tiếng thì trong hồ máu phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó, cả hồ máu bắt đầu sôi trào như nước sôi, phát ra âm thanh ủng ục. Cảnh tượng diễn ra trong hồ máu khiến mọi người kinh hãi. Lùi về sau. Dương Bách Xuyên lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận. Ầm. Cả hồ máu nổ tung, huyết quang chói mắt, ma khí ngập trời. Sau đó, một người bay từ trong hồ máu lên. Chính là lão tổ Thái Huyền Tông hồi nãy bị Thú Vân Lôi Quốc bảo đánh vào hồ máu. Dương Bách Xuyên ngây người nhìn. Lúc này, lão tổ Thái Huyền Tông tóc tai bù xù. Toàn thân cuồn cuộn ma khí, khí tức hoàn toàn khác biệt. Tử Hoàng đến gần Dương Bách Xuyên, nói, Thánh Chủ, e là chúng ta phiền to rồi. Xem ra người này đã bị ma hồn nhập thể, hồn chân ma đã phá phong ấn ra ngoài. Ta đề nghị chúng ta rút lui. Tử Hoàng là người của thời đại trước, biết rõ sự cường lại của chân ma. Dương Bách Xuyên biết Tử Hoàng không phải kẻ tham sống sợ chết. Nàng ta hiểu nhiều biết rộng. Lúc này nghiêm túc nói ra câu đề nghị rút lui đã cho thấy sự việc rất nghiêm trọng. Dù sao những người có thể cứu, hắn đều thu vào không gian bình càn khôn rồi. Bây giờ xuất hiện một hồn chân ma nhập thể, hắn cũng cảm nhận được sự cường đại trong khí tức của đối phương, trong tình huống này chạy là thượng sách. Dương Bách Xuyên lập tức gật đầu, được, chúng ta đi. Hắn ra lệnh, mọi người lập tức bay lên. Nhưng đúng lúc này... Một tiếng cười khiến bọn họ sởn gai ốc vang lên, khà khà khà. Một lũ nhãi danh đã phá hỏng chuyện ma hồn của bản tôn xuất thế, vậy mà bây giờ lại muốn đi. Các ngươi không cảm thấy muộn rồi sao? Khà khà khà, ngoan ngoãn ở lại hết cho bản tôn, trở thành tế phẩm cho bản tôn xuất thế đi. Được trở thành tế phẩm của chân ma Vu Minh Tuyền ta, các ngươi nên lấy làm vinh hạnh. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên và đám người tử hoàng đã bay lên. Nhưng khi tên ma đầu tự xưng là chân ma Vu Minh Tuyền này vừa nói xong, trong không khí xuất hiện một lực lượng giam cầm, tất cả mọi người bị cố định giữa không trung. Mặt Dương Bách Xuyên biến sắc. Trong tầm mắt, hắn và Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Phương cùng gần 20 thiên yêu đều dừng lại giữa không trung, chỉ có duy nhất mình Thú Vân Lôi Quốc bảo có thể cử động. Gừ gừ. Sau đó, Thú Vân Lôi Quốc bảo gào giống, toàn thân phát ra lực lôi điện. Xoẹt xoẹt.
Sấm sét chằng chịt quanh người Quốc Bảo, nó thoát ra khỏi trói buộc vô hình. Thấy vậy Dương Bách Xuyên thầm cảm thán không hổ là dị thú mấy vạn năm. Quốc Bảo giết hắn đi. Dương Bách Xuyên lập tức hô to với Quốc Bảo. Gừ, xoẹt. Thú Vân Lôi Quốc Bảo mang theo uy lực lôi điện xông về phía chân ma bay lơ lửng bên trên hồ máu. Tử Hoàng nghe thấy Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Thú Vân Lôi, trong lòng thầm cười khổ. Thú Vân Lôi có mạnh đến mấy cũng không phải là sinh linh tiên giới, còn tên chân ma kia lại là hồn chân ma bị trấn áp từ thời thượng cổ, bây giờ gã đã tìm được vật dẫn nhục thể, sau khi ma hồn nhập thể có thể phát huy sức mạnh vượt quá cấp bậc của sinh linh tu sĩ tu chân giới. Hơn nữa, từ xưa tới nay ma tộc có thủ đoạn kỳ lạ, Thú Vân Lôi tuy mạnh nhưng lại là dị thú rất ngây thơ như một đứa trẻ. Nó đối đầu với chân ma nhập thể, Tử Hoàng thật sự lo lắng. Lúc này, tất cả bọn họ đều bị trói buộc trong vô hình, điều này đủ chứng minh chân ma Vu Minh Tuyển có thủ đoạn cao siêu. Trong mắt Tử Hoàng, đây là lực lượng pháp tắc ma đạo cường đại, không phải cứ pháp lực cao là đối phó được. Xoẹt xoẹt. Trong tiếng gào giống, Thú Vân Lôi phóng ra một tia sét đánh về phía chân ma Vu Minh Tuyển. Mặc dù chân ma Vu Minh Tuyển đã nhập vào người lão tổ Thái Huyền Tông, nhưng vì thời gian bị trấn áp phong ấn quá lâu, lâu đến mức ma hồn của gã bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên bây giờ xuất thế gã không mạnh đến mức có thể coi thường uy lực lôi điện của một con dị thú cường đại. Tuy nhiên trong mắt gã, con dị thú này tuy có lực lượng cường đại nhưng không phải là không có cách đối phó. Gã cười khà khà, hay lắm, một con dị thú Vân Lôi. Bản tôn mới xuất thế, còn thiếu tọa kỵ. Ngươi làm tọa kỵ cho bản tôn cũng tốt. Trong tiếng cười quái dị, chân ma Vu Minh Tuyển biến mất tại chỗ, tránh thoát uy lực lôi điện của Thú Vân Lôi. Một giây sau, gã giơ tay lên, từng tia máu trong hồ máu bên dưới phóng lên cao, hóa thành từng cột máu. Từng cột máu giống như từng mãng xà cường đại tấn công Thú Vân Lôi. Hình như Thú Vân Lôi Quốc Bảo cũng cảm nhận được những con huyết mãng này của chân ma Vu Minh Tuyển không tầm thường. Nó gầm lên, toàn thân phát ra từng tia sét công kích. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên chấn động là những con huyết mãng của chân ma Vu Minh Tuyển dường như có ý thức, có linh tính. Chúng né tránh tia sét của Thú Vân Lôi Quốc Bảo. Thoát cái huyết mãng của chân ma đã quấn lên người Thú Vân Lôi Quốc Bảo. Giống như từng sợi xích trói tiên. Dương Bách Xuyên không ngờ đến cả Thú Vân Lôi có thực lực mạnh nhất phân môn tiên cảnh cũng không phải là đối thủ của chân ma Vu Minh Tuyển. Ngược lại còn bị chân ma vây hãm. Gừ gừ. Xoẹt xoẹt. Thú Vân Lôi giận dữ gào thét, lực lôi điện toàn thân đánh xoẹt xoẹt. Huyết mãng của chân ma Vu Minh Tuyển bị phá vỡ, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại, vẫn trói chặt Thú Vân Lôi. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên biết cứ tiếp tục thế này thì không ổn, không khéo tất cả mọi người phải bỏ mạng ở đây. Hắn vội vàng gọi sư phụ trong đầu. Sư phụ ơi, ra đây giải vây giúp con với. Lần này Vân Thiên Tà đáp lại rất nhanh. Thằng nhóc thúi, con đúng là không chịu yên, sao lại động vào chân ma chứ? À không đúng, là ma hồn nhập thể. Giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên. Dương Bách Xuyên mừng thầm, sư phụ vừa ra đã nhìn thấy điểm mấu chốt. Hắn vội vàng nói, đúng vậy sư phụ, là ma hồn nhập vào người một tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn, tụi con đều bị cố định rồi, ngay cả lôi thú cũng bị ma đầu kia vây hãm. Người mau nghĩ cách đi. Vân Thiên Tà cất lời, thằng nhóc nhà con bớt gây chuyện cho ta. Bảo vệ tâm thần, vi sư sẽ mượn cơ thể của con đánh tan hồn chân ma kia. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức thở phào. Hắn biết sư phụ đã nói là muốn mượn cơ thể thì ắt có biện pháp đối phó với chân ma Vu Minh Tuyền. Hắn vội vàng bảo vệ nguyên thần của mình, mở linh đài ra. Tức thì hắn cảm thấy cánh tay trái rung lên. Một giây sau, hắn cảm thấy mình giống như một khán giả. Hắn biết là sư phụ đã khống chế cơ thể của mình. Sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cơ thể bị trói buộc đã cử động được, hay nói chính xác hơn là sau khi sư phụ mượn cơ thể, hắn đã lấy lại tự do. Tiếp đó, sư phụ vung tay lên, một lực lượng vô hình lan ra, đám thiên yêu tử hoàng, khổng tước đều lấy lại tự do, từ trong lực lượng trói buộc khôi phục bình thường. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được cái vung tay này của sư phụ hình như là trực tiếp điều động thiên địa chi thế, vung tay một cái đã xóa bỏ trói buộc của chân ma Vu Minh Tuyển đối với bọn họ. Hai tay sư phụ lập tức kết ấn,
trong miệng phát ra một âm phù không rõ, là một câu tối nghĩa hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Hắn biết là sư phụ đã sử dụng bí pháp nào đó. Một giây sau, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy chân nguyên khổng lồ trong cơ thể đang trôi mất, mà trên đầu ngón giữa của hai bàn tay đang kết ấn xuất hiện một giọt tinh huyết, chân nguyên hội tụ trong kết ấn hóa thành từng phù văn màu vàng, từng phù văn huyền ảo chui vào trong tinh huyết. Ngay sau đó, tinh huyết phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ niệm, ma a ma la mị. Giống như một đoạn mật chú. Tiếp đó, tinh huyết phát ra ánh sáng vàng bay nhanh về phía chân ma Vu Minh Tuyền, chui vào cơ thể gã. Á! Tất cả chỉ xảy ra trong một thoáng chớp mắt. Từ khi sư phụ khống chế cơ thể của Dương Bách Xuyên đến khi giải trừ lực trói buộc trên cơ thể mọi người, rồi tới lúc tinh huyết bay vào cơ thể chân ma Vu Minh Tuyền, thật ra nháy mắt đã hoàn thành xong tất cả. Sau khi tinh huyết bay vào cơ thể chân ma Vu Minh Tuyền, gã lập tức la hét thảm thiết. Cùng lúc đó, những con huyết mãng trói chặt thú vân lôi quốc bảo cũng nổ tung, tan biến. Dương Bách Xuyên cảm thấy sư phụ thoáng lóe lên rồi nhanh như chớp xuất hiện trước người chân ma Vu Minh Tuyền, duỗi ngón áp út chạm vào giữa trán Vu Minh Tuyền. Tất cả xảy ra nhanh quá nhanh, nhanh đến độ tên ma đầu vừa mới xuất thế nhập thể này không kịp phản ứng. Cũng có thể nói là Vu Minh Tuyền không thể nào ngờ được trong cơ thể Dương Bách Xuyên còn có thần hồn của một tán tiên chí tôn. Cùng là chiếm cơ thể của người khác, cùng là trạng thái thần hồn. Thoạt nhìn giống nhau, nhưng tính chất khác biệt, thậm chí có thể nói khác nhau một trời một vực. Mặc dù chân ma Vu Minh Tuyền là ma hồn chân ma thời thượng cổ, nhưng Dương Bách Xuyên biết so với sư phụ nhà mình thì chân ma Vu Minh Tuyền không xứng xách giày cho sư phụ. Vu Minh Tuyền bị sư phụ chạm đầu ngón tay vào giữa trán cứ như nắm thóp, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mà đầu ngón tay của sư phụ lại phát ra ánh sáng màu vàng. Á, rốt cuộc ngươi là ai? Chân ma Vu Minh Tuyền không thể động đậy, đau đớn gào to. Ta tới để đòi mạng ngươi đây. Ông cụ trầm giọng nói, chỉ là một hồn phách chân ma nhỏ nhoi, thế mà dám ảo tưởng được thả ra là có thể hoành hành ngang ngược, đúng là nực cười. Hôm nay, bản tôn sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt ma hồn nhà ngươi, xem ngươi còn gì để kiêu căng, ngạo mạn. Gào PPNG ông A chân ma Vu Minh Tuyền sợ hãi hét lên thảm thiết. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được toàn bộ chân nguyên trong cơ thể đã bị ông cụ rút sạch, chảy theo đầu ngón tay ra ngoài, chui vào giữa trán Vu Minh Tuyền. Ngay giây sau, thân xác được cho là vừa bị chân ma Vu Minh Tuyền chiếm đoạt của lão tổ Thái Huyền Tông lập tức nổ tung, hóa thành một màn mưa máu. Cảnh tượng này dọa đám đại yêu như tử hoàng sợ ngây người. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ mới khắc trước Dương Bách Xuyên còn đang bị giam giữ, ngay phút sau đã có thể xoay chuyển tình thế, tiêu diệt chân ma Vu Minh Tuyền chỉ trong nháy mắt, khiến thân xác đang bị Vu Minh Tuyền chiếm đóng biến thành một trận mưa máu, hoàn toàn tan biến vào thế gian. Đó mà là tu vi của một tu sĩ đại thừa sơ kỳ sao? Chân ma Vu Minh Tuyền vừa lên sân khấu đã bộc lộ ra pháp lực vô biên, thế mà giờ lại bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt. Bước ngoặt đáng sợ này khiến đám đại yêu tử hoàng và khổng tước cứ cảm thấy những chuyện trước mắt chỉ là ảo giác. Không chân thật xíu nào. Và đương nhiên, không một ai hay biết rằng trên người Dương Bách Xuyên có tồn tại thần hồn của thập nhị kiếp tán tiên chí tôn cả. Dù có là vài kẻ thù từng tiếp xúc gần với hắn cũng chỉ cảm nhận được loáng thoáng chứ chẳng hề biết rõ ràng, còn những người biết rõ sự thật thì đã chết hết sạch. Điển hình như chân ma Vu Minh Tuyền hiện tại. Sao? Sau khi chân ma Vu Minh Tuyền bị ông cụ một xỉa nổ tung, Dương Bách Xuyên buột miệng hỏi, sư phụ hắn chết rồi sao? Thú thật thì hắn cũng bàng hoàng lắm, dù đó chỉ là một cỗ hồn phách chân ma đoạt xác người khác, không thể nào sánh bằng chân ma thật sự, nhưng bị giết chết dễ dàng như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Có thể nói, từ lúc ông cụ ra tay cho đến khi Vu Minh Tuyền nổ banh xác, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Chính vì vậy nên Dương Bách Xuyên mới cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Đừng nói gì hết đúng lúc này, ông cụ khàn giọng bảo. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên cũng mới phát hiện ra từ nãy đến giờ, ông cụ vẫn luôn nhìn chằm chằm hồ máu bên dưới, hệt như đang quan sát thứ gì đó. Quan một hồi lâu, Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí thế quanh người ông cụ đã thay đổi, chợt ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Và bên trên lại là một con đường quanh co.
ngoằn ngoèo dẫn tới ma đàn. Nơi này gọi là địa cung, còn phía trên chính là ma đàn do một tay lão tổ Thái Huyền Tông xây dựng. Lát sau, lại nghe ông cụ bảo, thôi bỏ đi, mau bay lên phía trên xem thử tế đàn nào. Dứt lời, ông cụ tiếp tục điều khiển cơ thể của Dương Bách Xuyên biến mất ngay tại chỗ. Về phần đám người tử hoàng, tuy không thể nhìn thấu ẩn ý đằng sau từng cử chỉ hành động của Dương Bách Xuyên, nhưng họ không dám hỏi nhiều, chỉ biết vội vã đuổi theo. Sao sao sao? Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện tại ma đàn, đồng thời phát hiện ra rằng chính giữa ma đàn tồn tại một cái khe rất lớn, cả bốn bức tượng ma pháp bảo vệ cho ma đàn mà tử hoàng từng nhắc đến cũng bị vô số vết nứt che phủ. Ông cụ giải thích, ma tượng bảo hộ đã vỡ, sức mạnh ẩn bên trong cũng tiêu tan, xem ra ma hồn của tên ma đầu kia đã thoát ra ngoài rồi. Hả thế sư phụ mau mau đuổi theo hắn đi ạ. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên sốt ruột nói. Đã chạy thoát, đuổi không kịp đang nghe ông cụ trả lời, Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy cơ thể rung lên, sau đó dần dần khôi phục chi giác, khoảnh khắc bản thân nhận lại được quyền kiểm soát cơ thể, hắn cũng biết ông cụ đã từ bỏ chuyện đuổi theo. Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi, sư phụ à, rõ ràng chính mắt con đã nhìn thấy tên ma đầu kia bị một xỉa của người nổ tung thành mưa máu mà, sao có thể chạy trốn được chứ? Sư phụ khẽ thở dài, điểm chết người nằm ở chỗ mưa máu đấy, tên ma đầu kia đã khéo léo lợi dụng khoảnh khắc thân xác nổ tung thành mưa máu để che giấu cho ma hồn ngấm ngầm xâm nhập tế đàn. Tế đàn vốn được hắn xây dựng để làm ma đàn chạy trốn, cộng thêm hồ máu được hình thành và nuôi dưỡng nhờ máu của vô vàn tu sĩ trong suốt mấy nghìn năm, chính những điều đó đã tạo cho hắn cơ hội thuận lợi chạy trốn. Xem ra tên ma đầu này không chỉ là một hồn phách chân ma đơn giản, không chừng hắn chính là thành viên của vương tộc ma đạo thời thượng cổ, bằng không sẽ chẳng có cơ may trốn thoát ngay dưới mũi vi sư như thế đâu. Bởi vì chỉ có những vương tộc ma đạo bị trấn áp thời thượng cổ kia mới có thể trở thành ma hồn bất diệt. Nói tới đây, Vân Thiên Tà như nghĩ đến điều gì, thoáng dừng vài giây lại lẩm bẩm, đúng, chắc chắn là người của vương tộc ma đạo, chỉ những tên ma đầu đó mới nắm trong tay nhiều bí pháp tới vậy thôi. Người xưa kể rằng, trong sự kiện diệt ma thời thượng cổ, tuy các môn phái tiên gia chính đã trấn áp và hủy diệt được thân xác, nhưng lại chẳng thể tiêu hủy nổi ma hồn của chúng, cuối cùng chỉ đành chia năm xẻ bảy ma hồn thành nhiều phần nhỏ rồi tách ra phong ấn ở nhiều thế giới khác biệt, giờ xem ra đó không chỉ là truyền thuyết. Nghe ông cụ kể lại, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên vô cùng, ma hồn có thể bị cắt thành từng phần để phong ấn sao? Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, nguyên thân của bất kỳ sinh linh hay tu sĩ nào cũng đều giống nhau. Tuy gọi nguyên thần của tu ma giả là ma hồn, nhưng về bản chất hẳn là không có gì khác biệt mới phải. Mà một khi ma hồn bị đánh vỡ mát, chẳng phải là sẽ tan thành mây khói sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe chuyện có thể chia ma hồn thành các phần nhỏ để trấn áp đấy. Đúng là khó tin mà. Ông cụ giảng giải, ma tộc là chủng tộc phức tạp nhất trên đời, nghe đồn khởi nguyên của tổ tiên bọn họ chỉ là tạo vật do ma thần tạo nên. Sau quá trình phát triển dài đằng đẵng chúng đi tới tiên giới, tu chân giới rồi các tiểu thế giới, cuối cùng hòa nhập và hợp nhất với các sinh linh đến từ chủng tộc khác như nhân tộc, yêu tộc. Dần ra, một ma tộc quy mô lớn với nhiều thành phần phức tạp và đa dạng được hình thành nói TMS lại, không một ai có thể hiểu thấu được sự phức tạp của ma tộc, tới cả vi sư cũng chỉ biết được ma tộc từ tiên giới trở xuống thôi. Ví dụ như chân ma Vu Minh Tuyền vừa chạy trốn ban nãy. Khả năng cao là ma tộc từng bị trấn áp thời thượng cổ, và cách hành xử của loại ma tộc này không hề theo lẽ thường. Trên con đường tu đạo có tồn tại bí pháp chuyên dùng để tu luyện nguyên thần, tới cả tu sĩ ở tu chân giới khi tu luyện đến phân thần kỳ cũng có thể tách rời nguyên thần thì tính ra có gì đâu mà lạ. Huống hồ chi đó còn là ma tộc thời thượng cổ, dù thân xác có bị hủy diệt thì ma hồn mãi mãi bất tử, nếu đã không diệt trừ được, vậy chỉ còn cách chia năm xẻ bảy phong ấn lại. Nếu xem xét một phần ma hồn bị chia cắt, ta có thể thấy tu vi mạnh nhất của tên ma đầu vừa bỏ chạy ban nãy hẳn không phải chân ma, mà còn cao hơn nữa. Chỉ một phần ma hồn thôi đã ngang với chân ma, suy ra hắn ta cũng là một nhân vật khá khủng bố đấy. Nhóc con, sau này phải cẩn thận hơn đó có biết chưa? Ma tộc gian trá nhưng cũng rất thù dai, lần này để Vu Minh Tuyền chạy thoát, chắc chắn hắn ta sẽ tìm cách giải trừ phong ấn cho các ma hồn khác. Nếu để các ma hồn của hắn dung hợp lại làm một, khả năng cao chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó. Xem ra thời thế đã thay đổi,
ma đầu thời thượng cổ trở lại không phải điềm lành gì đâu, từ giờ, thằng nhãi nhà con không chỉ cần đề phòng tên ma đầu đã bỏ trốn, mà còn phải cảnh giác cả tu ma giả, và trên hết là tu chân giả. Phương pháp tu luyện thần hồn của ma tộc cực kỳ đa dạng, chưa biết chừng sau này con sẽ gặp phải một tu chân giả bị một ma đầu chiếm xác, hoặc là một người bề ngoài rất giống tu chân giả, nhưng bản chất lại là tu ma giả đấy. Sau khi nghe ông cụ hù dọa, Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu thấy hơi sợ rồi, từ lúc quen biết ông cụ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ông nghiêm túc, đúng hơn là rông dài về một chuyện nào đó như vậy. Chứng tỏ ma tộc thật sự không dễ sống chung chút nào. Sư phụ ơi, vậy con phải làm gì đây? Dương Bách Xuyên hoảng hốt hỏi. Còn làm gì được nữa, tất nhiên là cố gắng tu luyện, đề cao thực lực, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính con đều phải thật mạnh mẽ, đủ sức đối phó với tất cả kẻ thù, bằng không chờ đợi con chỉ có cái chết. Con cũng thấy rồi đấy, ma hồn của tên ma đầu đã trốn thoát kia vô cùng kỳ quái, tới cả vi sư cũng không phát hiện ra, chứng tỏ trong tay đối phương có bí pháp gì đó, thế nên cách tốt nhất để chống lại chính là gia tăng thực lực của chính con thôi. Trên đời này làm gì có chuyện phòng giặc nghìn ngày chứ? Nhưng con không cần lo lắng quá đây, tên ma đầu kia đã bị vi sư đánh trọng thương, thực lực suy yếu nặng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không có tâm tư tới làm phiền con. Với cả thằng nhóc nhà con có thể yên lặng không làm loạn một thời gian để chuyên tâm tu luyện không thế? Chuyện đắc tội ngũ đại thánh địa ở tu chân giới còn chưa giải quyết xong, giờ lại đi trêu vào một tên ma đầu, có khi chẳng mấy chốc con lại thọc thêm một tổ ong vò vẽ nữa cũng nên. Ma đầu tầm cỡ như Vu Minh Tuyền chắc chắn là loại ma đầu đến từ tầng nào đó ở tiên giới, vì vậy dù có xuống tu chân giới, hắn cũng có khả năng hô hào tu ma giả ở tu chân giới tới đánh con đấy, biết không? Con nói xem vi sư phải làm sao với con mới được đây. Hay, mau giải quyết cho xong chuyện trong tay rồi tới dãy núi Vân Lôi bế quan tu luyện đi, với vi sư mà nói ngũ đại thánh đại không là cái đinh gì, nhưng với thằng nhãi nhà con thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Con tưởng ngũ đại thánh địa là một đám ăn không ngồi rồi thật hả? Nói cho con biết, một tông môn có bề dày lịch sử cả mấy chục nghìn năm không đơn giản như những gì họ thể hiện ra ngoài đâu, trong khi 50.000 yêu tu mà con mang đến từ Thái Hoang Tinh Hải cũng cần thời gian để trưởng thành, giờ đừng rằng co với họ nữa mà quay về bồi đắp thực lực và thế lực đi, bằng không e là cả vi sư cũng chẳng giúp được con nữa đâu. Nghe thấy giọng điệu của ông cụ ngày một nặng nề và nghiêm túc, Dương Bách Xuyên cũng chỉ biết cười khổ. Sư phụ à, người tưởng con thích đi gây sự với người ta lắm sao? Lần này là do vân môn của Sơn Hải giới gặp chuyện mà. Họ bị Thái Huyền Tông truy lùng, đuổi giết khắp nơi, chẳng lẽ con lại mặc kệ không quan tâm? Tóm lại thằng nhóc nhà con tự giải quyết cho tốt, đừng gây rắc rối cho vi sư nữa, bị con lăn lộn tới lui như vậy, không chừng còn chưa đợi được con đủ năng lực đến đảo tán tiên thì vi sư đã hồn phi phách tán rồi, thế nhé. Dứt lời, Vân Thiên Tà lại ẩn thân. Không thèm nói nữa. Dương Bách Xuyên cười gượng một tiếng, rồi quay sang nói với đám tử hoàng, đi thôi nào. Sau khi bay lên khỏi vực sâu, Dương Bách Xuyên và nhóm đại yêu tử hoàng chạy vội về thành Ngân Hà, vào thẳng phủ thành chủ. Lúc này, BD ở lại thành chủ để dàn xếp cho 1.000 yêu tu còn lại trong thành cũng như tìm kiếm tung tích của các tu sĩ Sơn Hải giới, tiếc thay lại chẳng thu hoạch được gì. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, vì tính ra đã qua một thời gian dài rồi, nếu có người trốn thoát thành công hẳn cũng chẳng ngu ngốc mà quay lại thành Ngân Hà. Tu chân giới rộng lớn vô cùng, muốn tìm người thật chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng Dương Bách Xuyên tuyệt đối không từ bỏ. Sau khi tới phủ thành chủ của thành Ngân Hà, Dương Bách Xuyên tìm một căn phòng, sau đó dùng suy nghĩ tiến vào không gian trong bình càn khôn. Số tu sĩ được cứu ra từ tay Thái Huyền Tông phải hơn 80.000 người, và tất cả đều là tu sĩ đến từ các tiểu thế giới. Thái Huyền Tông không dám bắt tu sĩ ở tu chân giới, nhưng lại chẳng kiêng dè gì tu sĩ từ tiểu thế giới. Nguyên nhân là do hầu hết tu sĩ đến từ tiểu thế giới đều thuộc dạng không có bối cảnh, tu vi cũng không cao, trung bình tầm nguyên anh kỳ, còn mạnh nhất cũng chỉ là hợp thể cảnh. Đa phần các tiểu thế giới bên dưới tu chân giới đều tương tự với Sơn Hải giới. Một là thiếu tài nguyên tu luyện, hai là thiếu công pháp tu luyện, ba là pháp tắc không hoàn chỉnh, tóm lại, vì đủ thứ nguyên nhân dẫn tới tu vi của họ sẽ không quá cao. Cũng chính vì vậy nên Thái Huyền Tông mới dám bắt cóc tận mấy trăm ngàn tu sĩ về xây ma đàn, đấy là còn chưa tính đến số bị giết,
nên suy cho cùng tội nghiệp họ phạm phải cực kỳ lớn, có bị diệt môn cũng chẳng oan chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện bắt bớ tu sĩ này, Thái Huyền Tông làm vô cùng cẩn thận, bằng không cũng chẳng thể kéo dài tạn 3.000 năm. Vì để xây một tòa ma đàn, phóng thích hồn phách chân ma, họ đúng là liều cả cái mạng mà. Xét từ góc độ nào đó thì ông cụ nói không hề sai, Vu Minh Tuyền đó đúng là không phải hạng tầm thường. Bằng không Thái Huyền Tông cần gì phải tiêu tốn tận 3.000 năm, đúng không? Đương nhiên lần này, nếu không nhờ Lệ Ngọc Hoàn, hẳn Dương Bách Xuyên sẽ chẳng thể phát hiện chính người của Thái Huyền Tông nhân đã bắt cóc tu sĩ của Sơn Hải Giới, bao gồm cả đệ tử Vân Môn. Mà nếu không nhận ra, có lẽ mãi mãi hắn cũng không biết tại sao ba đồ đệ, ông ngoại Đoan Mộc Thiên Hành và những người khác lại đột ngột mất tăm mất tích, thậm chí là trở thành bí ẩn vĩnh viễn không tìm được câu trả lời. May là tu vi của hắn đã tăng lên, cộng thêm dưới tay có một đám yêu tu cường đại, nên lần này mới có thể diệt trừ được Thái Huyền Tông, giải cứu ba đồ đệ và ông ngoại cũng như mấy chục nghìn tu sĩ đến từ các tiểu thế giới, bằng không dù có biết chuyện Thái Huyền Tông bắt người thì sợ là cũng chẳng cứu nổi. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bỗng hiểu ra rằng những lời ông cụ nói vô cùng chính xác. Suy cho cùng thực lực mới là vương đạo. Hiện tại, mục đích hắn tiến vào không gian trong bình càn khôn là để hỏi thăm ba đồ đệ và ông ngoại xem có tin tức gì về những người khác không, nếu có hắn sẽ nghĩ cách tìm kiếm, còn không thì hắn lập tức quay về dãy núi Vân Lôi tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực, đồng thời cũng cho các thuộc hạ yêu tu thời gian để tu luyện luôn. Bởi vì thực lực cường đại và thế lực mạnh mẽ mới chính là nền tảng để họ có thể sống yên tổn ở tu chân giới. Chứ hiện tại, hắn không chỉ đắc tội đệ tử của ngũ đại thánh địa, mà còn nảy sinh xung đột với một tên đại ma đầu đang ẩn núp đâu đó, cũng có nghĩa là gây thù chuốc oán với tu ma giả trong số những kẻ thù nêu trên, không một ai là ngọn đèn cạn dầu, thế nên chỉ có thực lực cường đại và thế lực mạnh mẽ mới có thể giải quyết được chuyện này. Sao sao sao? Sau khi tiến vào không gian trong bình càn khôn, hai chân vừa mới đứng vững, bên tai đã nghe thấy một tiếng la thất thanh, sư phụ. Dương Bách Xuyên có thể nhận ra đó là tiếng khóc của đại đồ đệ Độc Cô Hối. Sư phụ! Sư phụ! Vân Môn! Ba đồ đệ và vài đệ tử Vân Môn khóc vang cả một góc trời. Dương Bách Xuyên bị đại đồ đệ Độc Cô Hối ôm chặt lấy thắt lưng, khóc tức tưởi. Hắn biết họ đã chịu nhiều khổ cực, thế nên cũng chẳng thèm ngăn cản, cứ để mặc cho họ phát tiết cảm xúc. Trước đó, tất cả đều rơi vào trạng thái bị mê hoặc, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của lão tổ Thái Huyền Tông, may mắn đã được Dương Bách Xuyên giải cứu, đưa vào không gian trong bình càn khôn không gian. Sau khi lão tổ Thái Huyền Tông chết đi, tâm trí của họ cũng tự nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân Võ Kiếm vừa khôi phục thần trí đã lập tức nhận ra nơi này chính là không gian trong bình càn khôn của sư phụ, cũng đoán được ngay là sư phụ đã đến cứu họ. Ngay lúc tâm trạng sa sút, họ lại phát hiện sư phụ Dương Bách Xuyên xuất hiện trong không gian, vì vậy mới không kiềm nổi mà khóc nức lên. Với họ mà nói, khoảng thời gian bị Thái Huyền Tông bắt cóc thật chẳng khác nào con ác mộng. Vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được sư phụ, ai ngờ đâu cuối cùng lại được sư phụ cứu ra. Trước khi từ Sơn Hải giới tiến vào tu chân giới, ai nấy đều cho rằng nơi họ sắp tới chính là thiên đường, nào ai hay mình sẽ bị người của Thái Huyền Tông tống thẳng xuống địa ngục đâu chứ. Giờ dù đã thoát khỏi địa ngục, họ vẫn có cảm giác như còn đang nằm mơ. Hu hu sư phụ ơi, đồ nhi tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người nữa. Hu hu Độc Cô Hối ôm chặt lấy Dương Bách Xuyên khóc giống, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Tới cả Vương Tông Nhân có tính cách điềm đạm nhất cũng không kiềm được mà ôm đùi Dương Bách Xuyên khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chỉ có Tam Đồ Đệ Võ Kiếm là không ôm Dương Bách Xuyên, mà tính cách của hắn ta vốn hướng nội, ít nói nên cũng chẳng có gì lạ, dù vậy, trên mặt hắn ta cũng chảy đầy nước mắt. Ngoài ra còn có vài đệ tử Vân Môn mà Dương Bách Xuyên từng gặp qua, lúc này, họ quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ bừng. Cảm giác khi có được một cuộc đời mới khiến họ không kiềm nén nổi cảm xúc mừng tủi trong lòng. Điều khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ hơn cả là trong hơn 80.000 tu sĩ, có đến tận hơn 1.000 người quỳ xuống, và lần này họ còn sử dụng cách thi lễ với chủ tông môn, chứng tỏ rằng hơn 1.000 tu sĩ này đều là đệ tử Vân Môn cả. Nhưng khi nghĩ tới hắn đã rời khỏi Sơn Hải giới gần 200 năm, và năm hắn rời đi,
Vân Môn đã có xu hướng trở thành tông môn đứng đầu Sơn Hải giới, đương nhiên sẽ dễ chiêu mộ đệ tử hơn rồi, thế nên có xuất hiện vài đệ tử hắn chưa thấy bao giờ cũng là bình thường thôi. Sao sao sao? Thôi, đừng kêu nữa, giờ đã không sao rồi mà. Qua một hồi lâu, Dương Bách Xuyên thấy Độc Cô Hối vẫn còn chảy nước mắt thì thật sự chịu không nổi nữa, đành trầm giọng an ủi. Con vui quá nên mới vậy thôi mà, sư phụ vừa nói, Độc Cô Hối vừa lau sạch nước mắt, sau đó mới chịu thả Dương Bách Xuyên ra. Đứng dậy hết đi, đừng quỳ nữa. Dương Bách Xuyên vung tay, đỡ nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và tam đồ đệ Võ Kiếm lên. Sau khi an ủi ba người họ một phen, hắn tiến về phía ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, rồi thuần thục quỳ xuống chào ông như trước, ông ngoại. Hơn 200 năm không gặp, thật ra Dương Bách Xuyên rất nhớ người thân của mình. Cháu ngoan, mau đứng lên đi cháu. Đoan Mộc Hành Thiên đỡ Dương Bách Xuyên dậy, hốc mắt đỏ bừng, khẽ thổn thức trong lòng. Không ngờ sau khi đến tu chân giới lại gặp phải tình huống này, suýt nữa ông đã bỏ mạng, cuối cùng vẫn phải nhờ cháu trai tới cứu mình và mọi người. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên bận rộn nghênh đón các đệ tử Vân Môn có cũng như không quen biết, trong số đó còn có người của tám đại tông môn võ đạo lớn của trái đất hồi đó đã gia nhập Vân Môn, tóm lại, hắn đều lần lượt tới chào hỏi, không bỏ sót ai cả. Sau đó hắn kể lại cho mọi người, bao gồm cả tu sĩ đến từ các tiểu thế giới khác, chuyện hắn dẫn theo các đại yêu nghĩ cách cứu viện bọn họ. Và đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng đã nghe được chuyện của Vân Môn. Dựa theo lời mấy người Độc Cô Hối nói thì họ chính là nhóm đầu tiên tới tu chân giới, sau đó không may bị Thái Huyền Tông bắt đi, cũng có một vài đệ tử Vân Môn thành công chạy thoát, nhưng có nhiều người bị giết. Kế tiếp các đệ tử của Vân Môn cũng như Sơn Hải giới lại bị bắt thêm hai đợt nữa. Nhóm thứ hai là do Lý Đại Nghị, vợ chồng Lưu Thích Kỳ, Lão Phương, Sư Tổ Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh dẫn đầu, số lượng cũng rất nhiều, ước chừng phải tầm khoảng 3.000 đệ tử Vân Môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.